vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 17. Nói thật ra, năng lượng của Sở Trần vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Tống Trường Thành cảm thán một tiếng, mấy ngày nay, ta có lúc không khỏi nghĩ, Tống gia tòa miếu nhỏ của chúng ta làm sao có thể dung nạp được đại thần như Sở Trần. Nếu một ngày Sở Trần muốn bãi bỏ cái danh sư ngở rể này, chúng ta cũng không thể làm cậu ta khó xử. Nghe đến đây, sắc mặt Tống Nhan đột nhiên tái nhợt. Nhan Nhan, ý ông nội, sẽ có một ngày, Sở Trần muốn đem con cưới hỏi đàng hoàng, mà không phải dùng thân phận ử rể, tiếp tục lưu lại Tống gia. Tô Nguyệt thấy thần thái Tống Nhan có chút khác biệt, vội vàng giải thích. Tống Nhan trong mắt chợt lóe một tia sáng, lẩm bẩm nói, anh ta biết sao? Nói đến, cũng là cha có lỗi với con. Vẻ mặt Tống Thiên Dương thoáng hiện lên một tia áy náy, lúc trước không chỉ vội vàng kết hôn lúc con còn đang di học, hơn nữa còn vội vàng tổ chức hôn lễ cha, đừng nói, lúc đó là con đồng ý. Tống Nhan vội vàng mở miệng, Trương Đạo Trường cũng nói, nếu như không có Sở Trần ở rể, Tống gia mấy năm này cản bản sống không nổi. Hơn nữa, cha vừa rồi không phải đã nói, Sở Trần. Bây giờ không phải rất tốt sao? Sắc mặt Tống Nhan đỏ bừng. Đúng vậy, đừng nhắc tới chuyện quá khứ. Tô Nguyệt nói, ta tin tưởng, Sở Trần người con rể này, nhất định sẽ cho Nhan Nhan một tương lai tốt đẹp. Đúng rồi, Nhan Nhan, con đã bao giờ hỏi qua, nhà Sở Trần ở đâu? Lúc Sở Trần bị đúng chúng bất tỉnh, trong đồ đạc cũng không có chứng minh thư, lúc lấy giấy đăng ký kết hôn thì lạ, Tống Thiến Dương ho khan một tiếng, Tô Nguyệt đột nhiên dừng lại, không dám nói thêm gì nữa. Con không hỏi anh ấy. Tống Nhan lắc đầu, thật kỳ lạ. Nếu ra thế Sở Trần nhìn hách, trong 5 năm qua, chúng ta đã kiểm tra tất cả các loại thông báo tìm người ở nhiều kênh khác nhau, cũng không có ai tìm kiếm Sở Trần. Tống Trường Thanh nói, nhưng nếu Sở Trần không có chút bối cảnh, một thân công phu quyền cước cậu ta học được từ đâu? Mà lại, xét từ góc độ thương chiến với Hoàng gia, Sở Trần có nhân mạch rất mạnh, thậm chí Ninh gia đều cho cậu ta mặt mũi, bán lấy nhân tình. Trong mắt người của Tống gia, danh tính của Sở Trần là một bí ẩn. Thậm chí trong mắt toàn bộ giới kinh doanh thiền thành, Sở Trần của ngày hôm nay dường như cũng vô cùng thần bí. Không ai tin rằng Sở Trần chỉ là một người con rể bình thường. Một gian phòng khách sạn nào đó, phía sau Sở Trần nhất định phải có thế lực chống đỡ, hỗ trợ hẳn thúc đẩy tất cả chuyện này. Diệp Thiếu Hoàng trầm giọng nói, nếu Hoàng nhị gia muốn điều tra kỹ lưỡng Sở Trần, tôi sẵn sàng góp sức. Tôi cũng nguyện ý, Vinh Đông nghiến răng, từ khi hắn trêu chọc Sở Trần. Hắn cảm giác cho dù mình uống một ngụm nước lạnh cũng sẽ nghẹn chết, quá không may. Mặc dù đổ ước của Sở Trần cùng ông nội tôi, hắn không có khả năng thắng, nhưng mà, trước lúc này, tôi cũng muốn đáo víu nội tình Sở Trần một chút, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiền bộ Thiệu trầm trọng nói, tốt, một người đàn ông trung niên lạnh lùng gật đầu, người này chính là Hoàng Nhị Gia Hoàng Gia, cha của Hoàng Ngọc Hằng, Hoàng Vũ. Sau khi trở về từ bệnh viện, Hoàng Vũ đã suy nghĩ về cách tìm ra điểm yếu của Sở Trần, giải pháp cuối cùng ông nghĩ đến là đoàn kết với những người có thù với Sở Trần tại Thiên Thành này. Vậy nên đã có cuộc họp này. Sở Trần 5 năm trước từ trên trời rơi xuống, trở thành con rể của Tống Thiên Dương, đồng thi, còn tuyên bố với bên ngoài là kẻ ngốc. Hoàng Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong này hẳn là có cái gì kỳ quái, Tống gia lừa gạt cả thành phố, chúng ta không chỉ muốn điều tra kỹ lưỡng tất cả những gì liên quan đến Sở Trần trong 5 năm qua. Phải còn tìm hiểu xem Sở Trần 5 năm trước từ đâu đến, tất cả mọi chuyện về hắn ta. Hoàng Vũ lạnh lùng nói, chỉ cần chúng ta đem tất cả tin tức về Sở Trần nắm trong tay, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp đối phó với hắn. Lần này, tôi sẽ đem toàn lực ứng phó. Diệp Thiếu Hoàng đôi mắt bôi qua một đạo tia sáng ngừng hực, hắn cũng là nhân vật thanh niên kiệt xuất trong giới kinh doanh của Thiền Thành, nhưng tại trước mặt Sở Trần, hắn mỗi lần đều bị đả kích, Diệp Thiếu Hoàng trong lòng góp nhặt lên oán hận. Không thể ít hơn so với Vinh Đông. Sở Trần có thể làm cho Ninh gia động thủ, có khả năng hắn là người Dương Thành, ở Dương Thành, tôi đã liên hệ với người của mình rồi, sẽ phối hợp với chúng ta điều tra kỹ lưỡng Sở Trần. Hoàng Vũ đứng lên, vươn tay ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Diệp Thiếu Hoàng và những người khác đồng thanh nói, đầy vẻ mong đợi. Bọn họ đều mơ hồ dự cảm giác được lần này sẽ thu được lợi lớn, tìm cách đối phó Sở Trần. Sở Trần không biết rằng Hoàng gia và những gia tộc khác đang cùng nhau âm mưu điều tra cặn kẽ mọi thứ về hắn, lúc này nhóm ba người Sở Trần đã đến Trành Tây Tiểu Sơn. Người đến người đi, luận võ ở đây không sợ sẽ thu hút sự chú ý sao? Tống Thu ngẩng đầu quét qua,
xung quanh có rất nhiều người. Xin lỗi, cô có phải Mạc cô nương không? Có người bước tới, nhìn Mạc Vô Ưu. Là ta, Mạc Vô Ưu gật đầu. Người đàn ông mỉm cười, vậy thì xin mời đi theo tôi, môn chủ đã chờ ở Bán Sơn Đình từ lâu rồi. Nói xong, người đàn ông xoay người dẫn đường đi. Đột nhiên, một cỗ kình lực hướng phía hắn đánh đến, người này không kịp chuẩn bị, mất cảnh giác liền bay ra phía trước, ngã như chó đớp cứt. Là ai đánh lén ta? Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt hung tợn. Ngươi là người Tinh La Môn sao? Sở Trần nhìn người này. Nếu biết thì tốt, người đàn ông hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần. Người của Tinh La Môn, không biết phép tắc. Sở Trần nhẹ giọng nói, đây là thái độ của ngươi khi nhìn thấy môn chủ sao? Còn không qua đây hướng môn chủ cúi đầu nhận tội. Tẽn đệ tử Tinh La Mòn bị Sở Trần đả tên là Sứ Phúc Quý. Tại Tinh La Môn, Sứ Phúc Quý bởi vì một mực phục thị NMH Nguyên Thủy sinh hoạt hàng ngày, cho nên dù ản ta khỏng phải ỷ ả đệ tử trinh thúc của Ninh Nguyên Thủy, nhưng hắn dược rất nhiều người kinh trọng, suy cho cùng, chính Sứ Phúc Quý cũng thường nói, đánh có phải ngó mặt chủ. Hắn tự hào mình là con chó của môn chủ. Sứ Phúc Quý đương nhiên biết tiền cản hậu quả của cuộc tranh tài ngày hôm nay, Sứ Phúc Quý cũng rõ ràng, trong Tinh La Mòn, những người thản của Ninh Nguyên Thủy đối với Mạc Vô Ưu, cải gọi là môn chủ thật là diễu cọt. Một thiều nữ chỉ mới 17 tuổi, chủ bằng một tấm tinh vàn lệnh không biết thật giả, liền muốn làm môn chủ Tinh La Mòn. Quả thực si nhân nằm mơ. Vừa rồi Sứ Phúc Quý Võ Tinh đề cập đến môn chủ anh Nguyên Thủy trước mặt Mạc Vô Ưu, chính là cố ý muốn cho Mạc Võ Ưu một cái tát váo mặt để hạ mã uy, nhằm tàng thêm áp lư xê cho Mạc Vô Ưu. Bôi quất, còn chưa kịp xoay người đỡ bi sở tràn đỡ bay vẻ mật của Sứ Phúc Quý âm trầm, ánh mắt của hắn ta lóe lẻn vẻ bất định. Người bị dây đếch sao? Tống Thu nhìn không được nói, Tinh La Môn đệ tử, nhìn thấy ý hình La Môn chủ, chính là thái độ này sao? Sứ Phúc Quý vô ý thức siết chặt nắm đầm, trong mắt lóe lên dự tợn, môn chủ Tinh La Môn, cũng không phải Hoàng Mao tiểu nha đầu này. Sở Trần cười một tiếng, đến ngay cả Ninh Nguyên Thủy cũng dám phủ nhận, một con chó vỏ danh cũng dám sủa sao? Ngươi là ai? Sứ Phúc Quý giận dữ mắng mỏ một tiếng, khỏng chút nghĩ ngợi. Một quyền giấm tới Sở Trần. Chó sản cũng dám động thủ với anh rể ta. Tống Thu nhanh chóng tung một cước bước lui Sử Phúc Quý. Sử Phúc Quý bổi rối lũi lại với bược. Ngẳng đầu nhìn xung quanh, ra nhô ngừa đả NSLN về phía hén. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sử Phúc Quý nhớ tới môn chủ bàn giao, sự tình hôm nay, tuyệt đối không thể đé xảy ra sai sỏ. Nếu để mọi chuyện ở đẩy làm lớn, hắn sẽ không thể bàn giao với ỷ môn chủ. Đợi đến Bán Đình Sơn, sau đó thu thập chúng sau. Ánh mắt của Sử Phúc Quý lỏ lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn quay người, đi về phía con đường lẽ núi. Nhưng mà, sau khi Sử Phúc Quý đi được vài bước, hình quay lại thì thấy đám người Sở Trần vẫn chưa rời đi. Vẻ mặt của Sử Phúc Quý trầm xuống, các ngươi đẩy là mổ lâm gì? Sở Trần giang định nói, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên trước. L sao hức LLFF ta sẽ cho người hàn lụa chọn Mạc Vô Ưu cầm tinh vân lệnh trong tay, hoặc là, Musi xin lỗi người bằng hữu của ta mà ngươi vừa ra tay. Hoặc, với tư cách lá môn chú của Tinh La Môn, ta sẽ trục xuất người khỏi Tinh La Môn vờ lờ tội tội bất kính, người nếu không phục, ta sẽ chờ ở đây, đợi đến khi Ninh Nguyên Thúy xuất hy hiện. Lời nói vừa dứt, ánh mặt Sở Trần khỏng khỏi bất ngờ nhìn về phía Mạc Vô Ưu. Cỏ bé tiêu Vô Ưu này, vào thời điểm mẩu chốt, không mơ hồ chút nào. Bởi vì Mạc Vô Ưu thân phận đặc thù, lời nói của cô hiệu quả hơn 10 lời của Sở Trần. Gương mặt của Sử Phúc Quý u ám như thể có thé nhỏ xuống giọt nước, trong mắt hiện lên một tia bi phẫn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tuy rằng hắn ra tay với Sở Trần, nhưng người bi dây đánh rõ ràng là hắn, tại sao phải xin lỗi? Tuy nhiên, tinh vân lệnh ở trong tay Mạc Võ Ưu. Hắn không thể khống kiêng KTF. Cho dù không nhận thân phận mòn chủ của Mạc Vô Ưu, nhưng chỉ tại thời khắc này, cho dù là mòn chủ Ninh Nguyên Thủy tới dây, cũng sẽ không phủ nhận thận phạm môn chủ của Mạc Võ Ưu trước mặt mọi người, một khi nháo đến tình trạng kia. Không hề nghi ngờ, hẳn sẽ bị mòn chủ đẩy đi ra. Là, chó, của môn chủ, Sư Phúc Quý cổ giác ngộ rất cao. Sau khi đi về Fla Sở Trần vài bước, Sư Phúc Quý hít một hơi thật sâu, gần như nghiến ràng nghiến lợi, thật xin lỗi. Sở Trần cười nhẹ, quay về phía Mạc Vô Ưu, tiểu Vô Ưu. Đi thôi, lười biếng chập nhặt với hắn. Không đợi Sử Phúc Quý dẫn đường, ba người Sở Trần đỡ dẫn dầu lên núi.
lồng ngực Sử Phúc Quý như mổn nổ tung vì tức giận. Đánh cũng đánh, vũ nhục cũng vũ nhục, đến cuối cùng, cũng chỉ là một câu nhẹ nhàng không chấp nhặt. U hôm nay, cho các người bỏ và lăn sủa ni Tây Tiêu San. Ảnh mặt Sử Phúc Quý hiện lên vẻ hung ác. Sử Phúc Quý nhanh chóng đuổi kịp ba người Sở Trần, không nói một lở, Sử Phúc Quý cúi đầu. Tảng tộc, duy trì khoảng cạt khoáng 10 mét với ba người Sở Trần. Sau khi bảng qua một số con đường quanh co róp bỏng cây, đám người nhanh chóng đến Bá Sơn Đình, lối vào những con đường dợp bỏng cố y bên ngoài Bán Sơn Đình được trần thủ bởi một số hán tử, tất cả đều là đệ tù của Tinh La Môn. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Bản Sơn Đình, một người đàn ông trung niên, được một đám người vây quanh, ngồi trong Bản Sơn Đình, nhàn nhã nhấm nháp một ấm trà nóng vừa mới pha. Đó là Ninh Nguyên Thủy, Mạc Vô Ưu thấp giọng nhắc nhở. Cả ba người vừa bước vào Bán Sơn Đỉnh TH, Sử Phúc Quỷ đã quỳ xuống trước mặt Ninh Nguyên Thủy khóc lóc nức nở. Mòn chủ, ngài phải làm chủ cho đệ tử. Mạc Vô Ưu ngang ngược bá đạo, vô duyên vô cớ đẻ người của cô ta áo đà đệ tử. Còn nói cho dù môn chủ lời, vẫn có thể đành đệ tử tiệp. Su, Phúc Quý suýt nữa khóc thành nước mắt, ngay cả Tống Thu cũng choảng váng trước cánh tượng này. Đàn ông biết làm nũng số mệnh cực tốt, Tống Thu buột miệng, cảnh tượng trước mắt cực giống chuyên tình yêu. Sử Phúc Quý giống như đang khỏe trên đùi Ninh Nguyên Thủy vậy. Sở Trần liếc mắt nhìn, càng thêm kinh ngạc, những người xung quanh có vẻ như đã quen với cảnh tượng này, giảng vẻ bọn họ tập mãi thành quen vậy. Ngươi đứng dậy đi, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Ninh Nguyên Thủy vỗ vỗ bả vai Sử Phúc Quý, sau đó ngáng đầu nhìn Mạc Vô Ưu. Mạc Vô Ưu, các người làm như vậy, chỉ sợ có chút không tử tế, hát hãn bất kính với tôi, ra tay động thủ đối với bảng hữu của tỏi. Với tư cách là môn chủ của Tinh La Môn, trừng phạt một chút chắc không sai chứ. Mạc Vô Ưu lạnh nhạt nói, tỏi suy nghĩ thật kỹ vần không ta, đến tột cùng tôi ỷ có chỗ nào không tử tế. Tinh La Môn đệ tử, lấy hạ phạm thượng, còn không biết hối cải. Sở Trần nói thêm, ông làm đại diện môn chủ, làm việc như thế này là không đến nơi đến chốn. Sở Trần nhắn mạnh hai chữ đại diện, ánh mắt Ninh Nguyên Thủy lạnh lùng híp lại, một lát, hắn cười lạnh quét qua đám người Mạc Vô Ưu. Mạc Vô Ưu, chúng ta hôm nay đổ ước, chính là trước Bản Sơn Đình tại Tây Tiểu Sơn, quyết một trận thắng thua, để xem ai mới thật sự là Tinh La Môn chủ, giờ thẳng bay còn chưa phồn, cô lai lẩy thân phận môn chủ Tinh La Môn, còn nhục nhả dệ từ tỉnh La Mòn, cáo ồ này không chỉ là không ồn. Cáng thêm dại biếu, cô không có tư cách ngồi ở vị trí này. Đúng vậy, Sử Phúc Quý lau nước mắt, không biết vì cải gì. Ở trước mặt Ninh Nguyên Thủy, hắn không thé che giấu ủy khoát. Lại quay đầu lại, ôm lấy đùi của Ninh Nguyên Thủy mà khỏe. Ba người Sở Trần lập tức toàn thân nổi da gà. Bọn họ không bao giờ tưởng tượng được Ninh Nguyên Thủy lại có sở thích như vậy. Vậy thì bớt nói nhảm nữa đi. Mạc Vô Ưu dứt khoát nói, dựa theo đổ ước, ông sẽ phái một đệ tử ra khiêu chiến với tôi, bây giờ liền tới đi. Nói xong, ánh mắt Mạc Vô Ưu quét qua, rơi vào một thanh niên bên cạnh Ninh Nguyên Thủy. Ninh Vân Thủy vốn dĩ còn lo lắng Sở Trần sẽ cần trẻ hai nồm không nhà, cứ như vậy. Song phương trận đố ược nây giật khỏ thuận lợi dễ tơ lén hãnh tiệp. Chỉ cần tinh vẻn lệnh vần còn ở trong tay Mạc Vô Ưu. Hán sẽ không thể danh trinh ngôn thuận làm môn chú, càng thêm không giảm đí cướp đoạt. Nhưng Sở Trần nhanh chóng thay đổi quét đờ dây NS. 2 giờ, hắn có thể chở được. Ninh Nguyên Thủy liếc NSLN vi quang đào tán thưởng. Ví quang đáo có thể khống chế cảm xúc của mình đúng lúc, thật là quá tốt. Hiện tại đến lượt Mạc Vô Ưu khổ sở đi. Khóe miệng Ninh Nguyên Thủy hơi nhếch lên. Qua 2 giờ nữa, hắn ta sẽ danh trinh ngôn thuận trở thành môn chủ Tinh La Môn. Vi quang đáo liếc nhìn Mạc Vô Ưu cùng Sở Trần với ánh nhìn mỉa mai, sau đó hắn liền quay người sau đó đi về Bán Sơn Đỉnh. Tính thời gian, bắt đầu từ bây giờ đi. Mạc Vô Ưu vẻ mặt lo lắng, nhìn Sở Trần, vẻ mặt tràn đáy bất lực. Im càn bản khống phẩy là đối thủ của Vi Quang Đáo. Không vội, không phải còn 2 giờ sao? Chúng ta đi thôi, Sở Trần nói. Mạc Vô Ưu sững sờ, đi đâu vậy? Thời gian đã điểm, xuống núi ăn một bữa cơm. Sở Trần nói, phải ăn no thì mới có sức chiến đấu. Mạc Vô Ưu trợn to hai mắt. Sở Trần sau khi gọi Tống Thu, ba người liền cùng nhau đi xuống núi. Tiểu tử này đang làm trò gì bí hiểm vậy? Lông mày Ninh Nguyên Thủy chợt nhăn lại. Trong lòng dâng lẽn một cảm giác bất an khó giải thích được, Lữ Thế, dẫn hai sư đệ xuống núi xem bọn họ đang lâm cây GL tôi cũng sẽ đi. Sử Phú Quỷ tinh nguyện, tôi phải nhìn chằm chằm bọn chúng, khổng thổ để cho bọn chúng lôm tràn bỏ chạy.
Trên đường xuống núi, Mạc Võ Ưu lo lắng. Tống Thu không kìm được sự nóng nảy trong lòng. Anh rể, đối phương rõ ràng không biết xấu hổ như vậy, tại sao chúng ta phải chiến tiếp? Loại người này lưu tại Tinh La Môn một ngày, đối với Tinh La Môn mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục. Sở Trời lạnh nhạt nói, chẳng bằng thừa dịp hôm nay, liền đem đuổi hết thảy bọn Hán ra khỏi Tinh La Môn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là, em, Mạc Phổ Yêu có lòng mà không có sức, em thật đành không lại Vi Quang Đào. Đành không lại, không có nghĩa là không thắng được. Sở Trần trầm giọng nói với Tống Thu, cậu đi trước một bước, mua cho ta FT đồ. Trương Quy Stê Sở Trần nót và ỉ câu với Tống Thu. Ao đô, hán yêu cầu Tống Thu một mực ghi nhớ, Tống Thu mặc dù một bụng nghi ván. Nhưng biết thở ỉ gian chậm trẻ không dậy nổi. Lập tức chạy chậm rén xuống nút. Anh muốn chế tác lĩnh phù sao? Mạc Vô Ưu thở nhẹ, nhìn Sở Trần với vẻ mặt không tin. Trong hai canh giờ, ngoài thời gian lên xuống núi chỉ còn có một giờ. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần muốn chế tác giúp cô linh phù có thể giúp cô đánh bại Vi Quang Đào sao? Theo suy nghĩ của Mạc Phổ Yêu, điều này có lẽ còn khó hơn việc mội mình cô đánh bại Vi Quang Đào. Theo nhận thức của Mạc Phổ Yêu, có rất ít linh phù công kích cường đại, đồng thời loại cô có thể thi triển thì càng thêm ít. Giống như Giản Lữ Thế muốn đối phó với hỷ cô thông qua định thân phù, nhưng bởi vì mũ cảnh giới của hắn ta quá thấp, hắn ta không thể phát huy sức mạnh thực sự của định thân phù. Gạch dưới Mạc Vô Ưu tràn đáy lo lắng, nhưng vẻ mắt Sở Trần lại bình tĩnh. Tiểu Vô Ưu, hãy lự tin vào bán thôn. Hàn người đền chân núa ổ, một phòng ân cam của nông trại đổ ân cam sau khi Sở Trần gửi ý cho Tống Thu địa điểm, anh ta bắt đầu gọi món ồn. Đến cổng nông trại, cập gián Lữ Thế và Sử Phú Quý đều sững sờ. Bọn họ thực sự đến dãy rẻ ản cam sao? Giản LQ, thế không thể ôn được. Chẳng lẽ Mạc Phổ Yêu biết rằng cô ta nhất định thất bại, chỉ đơn giản là từ bỏ trận đấu trong 2 giờ, cô ta cho dù có thiên phú nghịch thiên, cô ta vẫn sẽ thất bại, không thể vượt qua Vi trưởng lão, nói thật, còn không bằng ản bữa cơm ngon lành. Sử Phú Quý bật cười, huynh không dễ ý, tiểu tử kia đã chạy mất rồi sao? Hắn đặc tội Vi trưởng lão, Mạc Phổ Yêu phải xuống núi nghỉ ngơi, nguyên nhãn rất lớn, chính là muốn để tiểu tử kia chạy trước, bằng không. Vi trưởng lão làm sao có thể bỏ qua Hàn. Vi trưởng lão hôm nay đã tức giận thực sự, nhưng cùng tổ thôi, hôm nay sau khi vụ đổ ước kết thúc, ta sẽ tự mình đi tèn tiểu tử đó. Thay Vi trưởng lão thở một hơi, Giàn Lo Thế hung hăng nói, lục sư đệ, đệ lôn núi báo cố ô tinh SLNS ở đây cho sư phụ trước. Nam tử một mực im lặng từ đầu liền gật đầu, quay người đi về phía ngọn núi. Ngay sau đó, Ninh Nguyên Thủy và những người khác ở Bản Sơn Đình nhận được tin tức. Mục đích bọn họ xuống núi là để tiểu tử đỏ đi trước. Vi Quang Đào sửng sốt một chút, sau đó chế nhạo, ngược lại là rất thức thời. Sư đệ yên tâm, muốn tìm một người thiền thành, vẫn là có thể làm được. Ninh Nguyên Thủy nói, tiểu tử đó cần nhận được học một bài học. Vi Quang Đào gật đầu, cò đèo, sư đệ, độ phải nhờ một siêu sao. Ninh Nguyên TB ủy lãnh đạm nói. Cuộc tỷ vợ của chúng ta IA ba chôn thẳng hai chán, gọn lử thè giá thua một tràn rồi, trong trận chiến tẹp theo, để khổng chi phai thẳng, mà còn phải rẻ cho Mạc Vô Ưu không cổn cố thể cho chân chi ẻn thứ ba. Đôi mắt Vi Quang Đào lóe lẽn một TTA hung ác. Sư huynh, yên tâm, để biết phải làm sao. Ninh Nguyên Thủy gật đầu, nông trẻ ỉ dưới núi, cây SL Sở Trần và Mạc Vô Ưu ngồi xuống chưa được bao lâu, Tống Thu đã trở lại với một chiếc túi lởn trong tay. Thờ hồn hèn, vừa vạn, có một cửa hàng gàn đầy. Tống Thu đặt chiếc túi lên bàn rồi mở ra, bên trong đẻo là tất cả các tài hiệu mà Sở Trời Yếu cầu cậu mua. Đòi mắt Tống Thu tràn đầy tò mò, anh rẻ, anh muốn chế tác, chỉnh là cái đinh thân phù lúc nãy tên Giản Đại Sư Huynh lấy ra sao. Mạc Phổ Yêu cũng 16 mò không kém. Tì yêu Thu, cậu canh rũ, ở cửa. Hiện tại không cần dọn đồ ăn. Sở Trần ư y rong úi lấy ra bút mực, giấy vàng, chu sa. Hương nến. Phổ Yêu, em mau lập một cái tế đàn đơn giản. Đây là lần đầu tiên Lử khi xuống núi, Sở Trần dùng cách thức chính thức để khắc họa linh phù. Mạc Phổ Yêu không dám buông lòng, tập trung nhìn. Sau khi Mạc Phổ Yêu lập xong tế đàn, cô ngẩng đầu nhìn, không khỏi ngẩn ngơ một lúc. Sở Trần đã bắt đầu viết, nước chảy mây trôi, Mạc Phổ Yêu chưa bao giờ thấy tốc độ vẽ phù nhanh như vậy. Cô không dám lén tiếng, khí vẻ mội linh phú. Điều canh kỳ trinh là bị người quấy rầy. Mạc Vô Ưu nghiêm túc quan sát. Cổ găng nhìn ra thử di eo gió từ bút pháp của Sở Trần. Nhưng cuối cùng,
Mạc Vô Ưu chỉ có thể thừa nhận rằng đây là một loại linh phù mà cô chưa từng thấy qua, giữa những nét vẽ truyền đến một cổ khí tức cưỡng bức, khiến trong lòng của Mạc Vô Ưu run lên. 10 phút sau, Sở Trần ngừng vẽ, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía Mạc Vô Ưu, cười nói: "Tiểu Vô Ưu, im nhìn ra cái gì không?" Mạc Vô Ưu vô thức lắc đầu, đồng thời thở nhẹ một tiếng, chế tác linh phù vẫn chưa hoàn thành, Sở Trà lại còn phân tàm. "Em đã nghe nói về ngũ lôi phù chưa?" Sở Trần nói. Đôi mắt Mạc Vô Ưu lập tức trợn tròn, đầu óc càng thêm chấn động, có chỗ sững sờ, anh chế tác ngũ lôi phù sao? Theo như những gì Mạc Vô Ưu biết, không ai trong Tinh La Môn có thể vê ra ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu hoàn loan choang vảng theo nhuộn thức cua cổ, đé vẻ được một tòm linh phù ở cốp độ ngũ lõi phù. Chậc chản không thể tùy tiện lập một cái té giàn là được. Từ canh giờ, bộ pháp, chú ngữ, mài, vận dụng ngòi bút, mồi một phương diện, đều phải phi thường chú trọng. Thậm chí còn có thiết đàn trước đỏ phải tắm rửa, rửa tay một chút, nửa điểm sơ sấy cũng không được. Chỉ bằng như vậy mới có cơ hội vẽ ra linh phủ cấp cao như thế. Nhưng Sở Trần mặc dù bây giờ trông có vẻ trang trọng và nghiêm túc, nhưng so với những nghi thức giỏ vễn còn khác xa. Mặc dù Mạc Vô Ưu biết rằng Sở Trần đến từ Cửu Huyền Môn, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy, Sở Trần vậy mà đã đạt diễn trình độ có thể vẽ ra ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu trong chốc lát định thần lại. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề trọng yếu, vô ý thức buột miệng thốt lên, cho dù anh có thể vẽ ra ngũ lôi phù, em cũng không thể dùng dược. Mạc Vô Ưu nói iat, nhưng cô không cảm thấy bất cứ điều gì xấu hổ. Theo suy nghĩ của Mạc Vô Ưu, toàn bộ Tinh La Môn đứng nổ ồ đến việc trẻ tạo ngũ lôi phù, ngay cả TLM người cố khả năng sử dụng ngũ lôi phù cũng không nghĩ ra được ai. Sở Trần đặt bút trong tay xuống, nhìn lướt qua linh phù sẽ hoàn thành. Mỉm cười nói, cái linh phù này mặc dù cùng ngũ lôi phù có quan hệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ngũ lôi phù, chuẩn xác mà nói. Nó là từ ngũ lôi phù hạ diễn sinh ra, chế tác đơn giản hơn so với ỷ ngũ lôi phù, uy lực cũng yếu hơn so với ngũ lôi phù, có thể sử dụng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, ta gọi nó là tiểu ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu sừng sốt, không nói đến cái tên của tiểu ngũ lôi phù Sở Trần lại tùy ý như thế nào, lời nhận xét của Sở Trần lại một lần nữa khiến cô bị sốc. Điều này còn gây sốc hơn so với việc vẽ ngũ lõi phù của Sở Trần. Cố ý hé từ cơ sở ngũ lõi phù hạ đèn sao in ra linh phù. Có nghĩa là Sở Trần không chỉ có thể vẽ ra ngũ lõi phù, mà còn hiểu thấu đáo vẽ ngũ lõi phù, bằng không, không thể diễn sinh ra tiểu ngũ lõi phù này. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần với ánh mắt khó tin. Thiên phú về linh phù của Sở Trần cũng cao tỏi đáng sợ. Quả thực trinh là yêu nghiệt, kỳ môn thuật. Bao hàm toàn diện cố rất nhiều loại. Ví dụ, ông nội của cô, Mạc Nhàn, đã dành cả cuộc đời của mình để nghiên cứu kỳ môn thuật bói toán thuật. Rất nhiều người ở kỳ môn tập trung vào các lĩnh vực khác nhau. Nhưng Sở Trần, ít nhất trong lĩnh vực mà Mạc Vô Ưu biết, đều cao thâm khó dò. Ngay khi Mạc Vô Ưu còn đang ngây người, Sở Trần đã làm xong tiểu ngũ lôi phù rồi. Mạc Vô Ưu liếc mặt NSLN thời gian, trong lòng vẫn là không khống chế được sự chấn động. Chỉ 20 phút Mạc Vô Ưu quả thực không dám tưởng tượng. Đến tột cùng có thể đánh bại Vi Quang Đoà hay không, tiếp xuống liền nhìn em rồi. Sở Trần đưa tiểu ngũ lôi phù cho Mạc Vô Ưu, ta hiện tại sẽ truyền chú ngữ cùng thủ pháp của tiểu ngũ lôi phù cho em hãy dụng tâm ghi nhớ. Mạc Vô Ưu tỉnh táo lại, nắm chặt tiểu ngũ lôi phù trong tay, trinh trọng gật đầu. Tiểu ngũ lôi phù là cơ hội duy nhất để cô phản công. Nửa giờ sau, Mạc Vô Ưu cuối cùng đem chú ngữ cùng thủ pháp sử dụng tiểu ngũ lôi phù dung hợp thành công, có thể phối hợp tiểu ngũ lôi phù, tùy thời thòi rộng uy lực tiểu ngũ lôi phù. Được rồi, vẫn còn một chút thời gian, chúng ta ăn cơm trước đi. Sở Trần thu dọn tất cả nguyên liệu chèn bàn đặt sang một bên. Tống Thu vốn đã quá đổi, lập tức thúc giục phục vụ. Anh rể, tấm linh phù này, thực sự có sức mạnh như vậy sao? Tống Thu ngồi bên cạnh Sở Trần. Vẫn còn cố chút tạc tâm bất tử muốn ngáp nghe trẻ tạc lĩnh phù. Thời gian một nãm, Sở Trần nói, nếu cậu có thể đem công phu quyền cước của mình tăng lên tới ý trình độ hiện tại của Hoàng Phù Hoàng Ngọc, cậu sẽ được học tập chế tác linh phù. Tống Thu, hát, khó quá. So với Hoàng Phù Minh Chủ, thực lực hiện tại của hắn so ra trên trời dưới đất, chênh lệch quá xa. Trong một năm, căn bản không có cách nào đạt được độ cao này. Anh rể Tống Thu háo hức nhìn Sở Trần. Chuyện này không thương lượng được. Sở Trần nhìn về phía Mạc Vô Ưu, Tiểu Vô Ưu, ăn nhiều chút đi, đừng vội, để bọn hắn chờ lâu một hồi,
ta tin tưởng bọn họ cùng sẽ rất tình nguyện, nói không chừng sẽ càng cao hứng hơn. Vô Ưu định thần lại, nhìn Sở Tràn thật sâu. Tên ngốc này quả thực chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cô nghĩ đến từ lúc vừa mới gặp Sở Trần còn trêu tức, muốn cô hô một tiếng sao sư tổ, hiện tại xem ra, Sở Trần không chỉ có cái bối phận này, càng thêm có tư cách này. Sở Trần chỉ mất 20 phút để vẽ ra một linh phù tiểu ngũ lôi phù. Mà cô để học cách sử dụng nó, tới nửa tiếng đồng hồ. Phải mất y phải nói nửa giờ cô đã sử dụng thành thạo y linh phù. Đã đủ cho thấy Mạc Vô Ưu thiên tài, nhưng bây giờ Mạc Vô Ưu so với Sở Trần, hắn còn yêu nghiệt hơn. Sau khi cả ba người ăn xong, trả phòng rồi bước ra khỏe ỉ nông trại, đi thẳng lên núi. Sử Phú Quý và Giản Lữ Thế, đám người vốn đang ngồi canh gác, lập tức sững sờ. Tiểu tử đỏ quay lại khi nào vậy? Sử Phú Quý và Giản Lữ Thế nhìn nhau. Đương nhiên, bọn họ không biết, Tống Thu đớ lén vào thẳng cửa sau của nông trại để tránh bọn họ. Còn 10 phút nữa, bọn họ thực sự lại lên núi. Hai người theo sau, tỏ vẻ khó hiểu. Cứ tưởng ba người xuống núi để che chở cho người thanh niên kia chạy trước, nhằm tránh tai họa, nhưng không ngờ, bọn họ vậy mà cùng nhau lèn núi lần nữa. Hừ, xem ra còn rất huynh đệ tình thâm. Gián Lữ, Thể đi theo sau Trảo Phúng cười lạnh, trong lòng của hẳn đã có kịch bản mói. Sở Trần cùng Mạc Vô Ưu tận tình khuyên báo thuyết phục thiếu niên kia rời đi, thiếu niên một bầu nhiệt huyết. Muốn cùng hai người đồng lòng tiến thối, cuối cùng, thuyết phục không có kết quả, ba người cũng liền quyết tâm, lần nữa cùng nhau lên núi. Cố nạn cùng chịu, rất tốt. Sử Phú Quý cười, huynh nối, khi ba người họ đều dắt nhau, thậm chí cùng nhau bò xuống núi, cảnh tượng đố sẽ cảnh đẹp ỉ vui như thế nào. Chắc chắn sẽ là bức tranh di động xinh đẹp nhất của Tây Tiểu Sơn. Giản Lữ Thế cười lớn, bán sơn đình, Ninh Nguyên Thủy nhìn thời gian rồi liếc nhìn đường xuống núi. Bọn họ hẳn sắp tới ổ vừa rồi, Giản Lữ Thế gửi tin nhắn 10 phủ trước bọn họ đã lên núi, hơn nữa còn là ba người, không thiếu một người. Vi quang đã ô hi ổn lỗn một đạo hung quang trong mắt hẳn ta. Đối với Mạc Vô Ưu, đó chỉ là một cuộc tranh giành quyền lực, theo suy nghĩ của Vi Quang Đào. Mạc Vô Ưu là một vật hy sinh, nhưng đối với Tống Thu, Vi Quang Đào thực sự cảm hận. Tống Thu vẫn dám lên núi, đó thực sự là một tin vui đối với ỷ Vi Quang Đào. Bọn họ đến rồi, sao đột nhiên, một giọng nói vang lên. Ninh Nguyên Thủy ngẩng đầu nhìn lên, khi ánh mắt ông ta chạm vào Mạc Vô Ưu, trong lòng Ninh Nguyên Thủy có một cảm giác không thể giải thích được. Ninh Vân Thủy nhíu mày, đây không phải là ảo giác, cảm giác mà Mạc Vô Ưu dành cho ông ta vào lúc này hoàn toàn khác với 2 giờ trước. Có vẻ như, nhiều hơn một điểm gì đó. Ninh Ngũn Thủy suy nghĩ chốc lát, trong đầu liền hiện lèn mộ ô tử, tự tin đủng rồi. Y Ninh Nguyên Thủy cảm giác đóc, chôn y người Mạc Vô Ưu có một cỗ tự tin. Y Ninh Nguyên Thủy nhẹ lạc đầu, xua đuổi ý y nghĩ vì ẻn vông này. Y Mạc Vô Ưu, ở đâu lấy ra sự tự tin? Chắc là mình nhìn lầm. Đừng nói là 2 giờ đồng hồ, cho dù cho Mạc Vô Ưu 2 tuần hay là 2 tháng cỏ ta cũng không phải đối thủ của Vi Quang Đào. Ninh Nguyên Thủy rất tin tưởng vào thực lực của Vi Quang Đào, hắn ta có thể dễ dàng đối phó với Mạc Vô Ưu. Người ngược lại là rất huynh đệ tình thảm. Vi Quang Đào liếc nhìn Tống Thu với vẻ chế nhạo, lúc đầu đã cụp đuôi chạy, lại vẫn cứ muốn đưa tới cửa. Vi cháu trai, cháu nói nhảm thật là nhiều đó. Y Tống Thu NSLN thầy Vi Quang Đào. Không y nhìn được mở miệng. Ai mồn cụp đuôi y chạy còn chưa biết dược đâu. Mồn hay không chúng ta đánh cược một chút, rẻ xem hôm nay đến cuối cùng là ai phải cụp y đuôi chạy. Đánh cược, Vi Quang Đào cố nẻ lửa giận trong mắt, người thử nói xem cược thế nào. Liền cược trận tỷ võ giữa ngươi và Vô Ưu. Tống Tha Tử khoát nói lưu loát, liếc nhìn xung quanh sau đó bẻ một cành cây, ai thua thì kẹp lấy cành này thành cái đuôi đi xuống núi. Người ở chỗ này nghe thấy câu nói này cũng không khỏi phải mắt trợn tròn. Giản Lữ Thế nhìn Tống Thu với ánh mắt không thể tin được, ta còn chưa từng thấy người nào không thể chờ đợi muốn tự rước nhục cho bản thân. Đây chỉ sợ là kẻ ngu đi, mỗi người trong sổ họ đều mang vẻ giễu cợt. Tôi hi ẻo rồi. Sử Phú Quý đột ngột vỗ đầu. Tặc lưỡi, ránh gà Tống Thu, nghĩ không ra tiểu tử ngươi đầu óc xoay chuyển còn rất nhanh, chỉ vì sợ bị đánh, còn cam nguyện cụp đuôi đi. Giản Lữ Thế nhìn Sử Phú Quý với vẻ khó hiểu. Sử Phú Quý cười nói, hắn ta biết rằng Mạc Vô Ưu sẽ thua, vì vậy hắn biết mình chắc chắn sẽ thua vụ cá cược nổi y, tới lúc đó, Vi trưởng lão sẽ giúp hắn xuống núi với chút khí lực, tự nhiên là không thể ra tay hắn quá ác. Giản Lữ Thế giật mình, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa NSLN Tống Thu.
tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất cơ trí. Tống Thiêu trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu, Tống Thu không phản bác mà nhìn Vi Quang Đào, ý của ngươi thì sao, cỏ dám đánh cực không? Vi Quang Đào cười, đã có thể thêm chuyện vui, vậy ta sẽ thành toàn cho tiếu tử nhà ngươi. Trong nội tâm Vi Quang Đào âm thầm cười lạnh, việc lớn xử lý trước, đợi ổ hắn xuống núi rồi lại đánh cũng không muộn. Vi Quang Đào nhìn Mạc Vô Ưu, bây giờ cô nghi ngơi đủ rồi chứ? Trước khi Mạc Võ Ưu kịp nói, Sở Trần đã nói, vừa rồi chúng ta xuống núi nghỉ ngơi, chúng ta đã nghĩ rất rõ ràng. Sở Trần đi vài bước hướng về phía Ninh Nguyên Thủy nói. Các ngươi đã phạm quy ngay từ đầu, trận đấu hôm nay không tính được. Nghe vậy, lông mày của Ninh Nguyên Thủy không khỏi nhãn lại, ý cậu là gì? Cuộc luận võ hôm nay là để so thực lực của hai bên. Sở Trần nói, rồi đột nhiên chỉ vào Giản Lử Thế, nhưng vừa rồi Giản Đại Sư Huynh lấy ra đinh thân phù vừa rồi rõ ràng không phải là của Giản Đại Sư Huynh. Ninh Nguyên Thủy SG, ân sờ một lúc, vẻ mặt lộ ra một nụ cười, cậu làm sao chứng minh không phải từ Giản Lữ Thế? Hắn có năng lực này sao? Sở Trần nói, nếu hẳn có thể chứng minh bản thân có thể vẽ ra định thân phú hỏm nay chúng ta liền thừa nhận thất bại có cần thiết phải chứng minh không? Ninh Nguyên Thủy lạnh nhạt nổi, chữ khi câu trực tiếp đưa ra dược chừng cứ, nếu không cậu muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cạt nào. Sở Trần cau mày, nhìn thấy cảnh này. Vi Quang Đào cười nói, ngươi còn vấn đề gì không? Sở Trần vẻ mặt ảm đạm lùi lại vài bước, nhìn Mạc Vô Ưu, cố gắng lên, ta ở dạy, không có người có thể bắt nạt em. Mạc Vô Ưu gật đầu một cái, bãi cỏ phía trước bán sơn đình, Vi Quang Đào vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng khoát tay, xin mời. Mạc Vô Ưu hít sâu một hơi, nhìn Vi Quang Đào, liền xông lên phía trước. Vẻ mặt của Vi Quang Đào lộ ra vẻ khinh thường. Hàn ta thực sự không rẻ Mạc Vô Ưu vào ô mắt một chút nào. Mạc Vô Ưu chủ động tấn công, liên tiếp tấn công nhiều chiêu, nhưng cô không thể đèn gần cơ thể của Vi Quang Đào. Vi Quang Đào bộ pháp cấp tốc, tránh đòn tấn công của Mạc Vô Ưu. Trong lòng Mạc Vô Ưu có cảm giác bất lực, khoảng cách giữa hai bèn đơn giản là quả lớn. Mạc Vô Ưu biết rằng át chủ bài của mình chính là tiểu ngũ lồi phù, nhưng vào lúc này, cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Vi Quang Đào, Mạc Vô Ưu không có tự tin. Cô lo lắng mình sẽ không phát huy được uy lực của tiểu ngũ lôi phù. Mạc Vô Ưu suy nghĩ đang lộn xộn, Vi Quang Đào trực tiếp bắt lấy cơ hội, ra tay ép Mạc Vô Ưu lùi lại mấy bước. Cản bản không phải trận chiến ngang tài ngang sư xê. Sư phú quý cười, Lâm Tinh hoàn toàn buông lỏng, lập tức có ý ề bảo thủ. Nghĩ đến chuyện xảy ra với Minh vào buổi trưa hôm nay. Sư phú quý không khỏi nghiên dáng, dám đánh với Vi trưởng lão. Dũng khỉ của ngươi thật đáng khen, Mgn Lữ Thế tựa hồ đang xem trò vui. Trận thế đối với Mạc Vô Ưu tràn ngập nguy hiểm. Luận thực lực, Mạc Vô Ưu quá chênh lệch so với Vi Quang Đảo. Oanh, khi Mạc Vô Ưu bị buộc phải rút lui lần nữa, trong mắt Vi Quang Đảo lỏ lên tia sáng dữ tợn, hắn lao về phía trước. Trò chơi này, cũng nên kết thúc. Vi Quang Đảo đột nhiên ra tay tàn nhẫn, hướng phía cổ họng Mạc Vô Ưu đánh tới. Hai mắt Sở Trần heo lại. Hàn mang đột nhiên xẹt qua. Đối phương định đánh chết Mạc Vô Ưu sao? Ngán cân treo sợi tóc, Mộ Vo Mặc nhanh chứng lũi lại, bộ dáng có chút chốt và. Vi Quang Đào không để cho Mạc Vô Ưu đi như vậy, từng bước ép cô. Tống Thu nắm chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không biết tấm linh phù anh rể có hữu dụng hay không, nhưng tình huống hiện tại, Mạc Vô Ưu nắm chắc phần thua. Mạc Vô Ưu xuất ra tiểu phủ lôi phù trong tay, chủ ngữ nhanh trông niệm ra. Trong bán sơn đình, Ninh Nguyên Thủy đột nhiên dừng dậy, nhìn chằm chằm vào linh phù trong tay Mạc Vô Ưu. Mặc dù hắn không biết linh phù trong tay Mạc Vô Ưu là gì, nhưng khoảnh khắc Mạc Vô Ưu lấy ra linh phù, cảm giác khó chịu trong lòng Ninh Nguyên Thủy lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu ngũ lôi phù ơ linh phù bay ra, chôn không trung nổ ra một tiếng động lớn. Bùm, Vi Quang Đào mất cảnh giác, một cỗ lực lượng lớn bắn về Fla hẳn ta. Vi Quang Đào cảm thấy cánh tay đau ê ẩm. Sắc mặt bất giác biến đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm linh phù. Trước khi hắn ta có thể phản ứng, linh phù lại xuất hiện cùng lôi quang. Bùm, đạo kinh lôi thứ hàn giáng xuống, cuối cùng Vi Quang Đào cảm giác được nguy cơ, toàn bộ thần kinh cả người căng thẳng trong giây lát. Nhưng mà, Vi Quang Đào đã không còn cách nào có thể thoát khỏi sự tấn công của tiểu ngũ lôi phù. Oanh, oe nhỉ oanh, cuối cùng, ba tia sét liên tiếp giáng xuống, da thịt Vi Quang Đào bị dây xé toạc. Nặng nề ngã xuống đất phả ra tiếng kêu gào thảm thiết, một màn này khiến cho tất cả mọi người sững sờ. Đây là, ngũ lôi phủ. Ninh Nguyên Thủy kinh hãi thốt lên,
bất ngờ nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu, đây chắc chắn không phải là thử mà cô vẽ ra. Một bên, giọng nói Sở Trần truyền đến, nếu như ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không cố cách náo. Khuôn mặt của Ninh Ngôn Thủy trở nén đen hoàn toàn, Sở Trần đáp lại câu này khiến hắn muốn ọ ỉ ra máu. Câu này rất quen thuộc, vừa rồi Sở Trần chết ván giản lữ thế, hắn cũng đã đạp lại Sở Trần như vậy, không ngờ quả báo lại đến nhanh như thế. Ninh Nguyên Thủy đứng trong Bân Sơn Đinh, tức giận run lên, đống thời nhìn Vi Quang Đào đã ngã xuống đất, trong mắt hiện lên một tỉa kinh ngạc. Sau khi kêu lên, ngũ lôi phù, vừa rồi, Ninh Nguyên Thủy nhanh chóng phủ nhận trong lòng. Ngũ lõi phù, ngay cả hắn cũng không vẽ ra được, Ninh Nguyên Thủy không tin, Mạc Vô Ưu có tạo nghệ cao thâm như vậy trong linh phù nhất đạo. Nhưng nếu đây không phải là ngũ lôi phù, thì SL nó là gì? Trong đầu Ninh Nguyên Thủy cũng có chút bối rối. Mọi người xung quanh lúc này đều sững sờ, dán lo, thể ngần ra, làm sao vậy? Vì, Dương Lão Vân luôn chị em y ế thượng phong, sao đột nhiên, một lúc sau. Sử Phủ Quý đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ vào Mạc Vô Ưu, giọng nói sắc bén, quát, ngươi chơi lừa gạt. Dùng thủ đoạn ti tiện dối phó Vi trưởng lão, trận đồ ược này không tính. Đúng vậy, giàn lữ thế cũng lập tức lên tiếng, lớn tiếng nói, trận này không tính. Ha ha. Hôm nay ta thật sự kiến thứ chết cải này đến cái khác của cảnh giới vô sỉ. Trong mắt Tống Thu vẫn tràn đầy cảm thán. Sức mạnh của tiểu ngũ lôi phù quả kinh khủng, có thể khiến Mạc Vô Ưu chuyển bại thành thẳng. Thân là đệ tử của kỳ môn, vậy mà lại chỉ trích kỳ môn linh phù là thủ đoạn ti tiện. Giọng nói của Sở Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sử Phúc Quý, ngươi còn mặt mũi nào lưu lại kỳ môn. Sử Phúc Quý khuôn mặt biến sắc, lập tức ngoài mạnh trong yếu, lớn tiếng nói. Linh phù đúng là thủ đoạn kỳ môn không sai, thế nhưng là, vừa rồi tấm linh phù kia, rõ ràng không phải Mạc Vô Ưu đủ khả năng vẽ ra. Ngươi nói không thể liền không thể sao? Sở Trần hỏi ngược một câu, ta nói Ninh Nguyên Thủy là cháu của ngươi, ngươi cũng thấy vậy. Lời vừa dứt, đôi mắt Ninh Nguyên Thủy như muốn phun ra lửa. Không phải cháu ta, Sử Phủ Quý giận dữ đáp lại. Tuy nhiên, khi Ninh Viên Thủy nghe xong câu này, hắn dường như có cảm giác kỳ dị hơn. Càng nói càng lệch, câm miệng. Sau khi mắng xong Ninh Nguyên Thủy liền bước ra khỏi Bán Sơn Đình. Lúc này, Vi Quang Đào cũng từ dưới rát bò dậy. Bộ dáng rối rắm, ảnh mà không giàu được vẻ tức giận, nhìn chàm chàm Mạc Vô Ưu. Hàn có mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ ngã xuống đất bởi Mạc Vô Ưu. Năm đạo kinh lôi đảnh hốn đèn choáng vảng. Vi Quang Đào chịu vết thương ở da thịt, cảm giác đau nhức kịch liệt về sau không có mãnh liệt như lúc đầu. Thời gian dần qua hai con người hung quang càng thêm cường thịnh. Mạc Vô Ưu, ngươi dám nói linh phù vừa rồi là xuất trong tay ngươi không? Vi Quang Đào nghiến răng nghiến lợi. Mạc Vô Ưu cười một tiếng, ta có cần chứng minh cho ngươi không? Đừng nói nhảm nữa, Sở Trần cũng lập tức nói, chúng ta đã thắng trận thứ hai, trận cuối cùng, các ngươi muốn xông lên, thì lên đi. Vẻ mặt của Ninh Nguyên Thúy ảm đạm, trong mắt lóe lên tia hân quang chẽn Tây Tiểu Sơn hôm nay. Người duy nhàn bẽn cạnh hẳn có thể vượt qua giàn lo thế chính là Vi Quang Đào. Vi Quang Đào gặp tai nạn như vậy, trực tiếp phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn ta. Bên cạnh hắn không còn người có thể phái ra. Quy tắc của trò chơi đã bị phá vỡ, vậy tự nhiên không cần tiếp tục nữa. Ninh Nguyên Thủy nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu, Vô Ưu, chúng ta đổ ước một trận khác, cô thấy sao? Nghe vậy, Mạc Vô Ưu nhướng mày vặn vẹo, một trận khác là cái gì? Ninh Nguyên Thủy khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, liền cược các ngươi có thể bình yên vô sự xuống Tây Tiểu Sơn. Khuôn mặt Mạc Vô Ưu biến sắc, các đệ tử Tinh La Môn xung quanh dường như cũng đã hiểu ý của Ninh Nguyên Thủy, NSLN trầm chảm Mạc Vô Ưu với một vẻ dữ tợn trong mà Ninh Nguyên Thủy không đợi Mạc Vô Ưu trả lời. Hền ta cười nhẹ, sau đỏ nôi, nếu như cô cảm thấy có thể, bây giờ cô liền cứ thể quay người xuống núi. Nếu nghĩ mình khỏng thẻ, thì, hay giao Tinh Vân lệnh. Ta báo dâm cô cố thế bình an vô sự, em mở ánh mắt Sở Trần nhẹ híp lại. Đây là hoàn toàn không quan tâm đèn mật mũi, bắt đầu cóp đoạt. Mạc Vô Ưu cũng khó chịu với lời ý nói của Ninh Nguyên Thủy, vừa định nói thì giọng nói của Sở Trần từ bên tai cô lại vang lên, đả dạng này, tiểu Vô Ưu, chúng ta đi thôi. Sở Trần nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Nguyên Thủy, ta cũng cùng ông đánh cuộc, nếu như ông không ngăn cản chúng ta xuống núi, ta sẽ giữ cho ngươi bình an vô sự. Nếu như ngươi tới ngăn cản chúng ta, vậy ta cam đoan ngươi hôm nay không có cách nào tự đi xuống Tây Tiểu Sơn được. Ngươi đánh giảm, Sử Phúc Quý cuối cùng không nhịn được, hướng phía Sở Trần xông lại, trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh chủy thủ,
vô cùng sắc bén, đây cũng là sự phúc quý ỷ vào để đánh lén Sở Trần. Bang, thân SLNS xú sao phủ quý bay ra ngoài, hung lợn như trỏ đập cứt, chùy thủ trong y tay rơi xuống đất, cả người đồng thời phát ra tiếng cô gào thảm thiết. Lạt kè, sao sao Tống Thu đi tới bên cạnh Sở Trần, liếc nhìn Sử Phú Quý đang nằm trên mặt đất, sau đó có chút hưng phấn nói, manh rể, bọn chúng là DJNS xé mặt, lựa chọn quần ẩu sao. Tống Thu ngược lại là muốn nhân cơ hội này để kiểm nghiệm thực lực của mình. Ninh Nguyên Thủy nhìn thẳng vào Sở Trần. Một lát, Ninh Nguyên Thủy chậm rãi nói, người rốt cuộc là ai? Trực giác nói cho Ninh Nguyên Thủy biết rằng tấm linh phù mà Mạc Vô Ưu vừa lẩy ra có liên quan đến Sở Trần. Con rể Tống gia, Sở Trần. Sở Trần nói, Nguyên Thủy đạo tôn cố thắc mắc gì sao? Ninh Nguyên Thủy đột nhôn ra tay, trực tiếp thẳng tới Sở Trần. Dự cảm của hắn rất mạnh, hôm nay xuất hiện nhiều biến số tất cả đều là do Sở Trần. Sở Trần bước sang một bên để tránh đòn của Ninh Nguyên Thủy, trong mặt hắn ta đột nhiên ảnh lên tia sáng lẳng lệ, xem ra Nguyên Thủy đạo tôn lựa chọn ngăn cản. Sao, làm sao, cả nhóm chúng ta chẳng lẽ không ngãn được ngươi sao? Giản Lư Thế lúc này khuôn mặt hiện lên một đạo ánh sáng hung ác, vung tay lên, các vị sư đệ, Mạc Vô Ưu không biết đã sử dụng thủ đoạn đê tiện gì, lại giữ Tinh Vân lệnh vốn nên thuộc về sư phụ của chúng ta, hôm nay huynh đệ chúng ta đồng lòng, vì sư phụ đoạt lại Tinh Vân lệnh. Giản Lư Thế dẫn đầu xông đi lên, đơn đầu hắn đánh không lại Mạc Vô Ưu, nhưng bây giờ là quần ẩu, cùng nhau tiến lên, Giản Lư Thế tin tưởng, Mạc Vô Ưu chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ luống cuống tay chân. Những người còn lại lúc này cũng KTP phản ứng. Lừng người một sông lén phía trước lũ cường đạo này. Trong mắt Mạc Vô Ưu tràn đầy lửa giận, rõ ràng Tinh Vân lộ là của cô, đối phương trong tình huống thắng không được, lại còn muốn ăn cướp trăng trợn, hôm nay ta nếu có thể bảo vệ Tinh Vân lệch, từ giờ về sau, các ngươi sẽ không có cơ hội bước vào Tinh La Môn nửa bước. Tiểu Vô Ưu yên tâm đi, Tinh Vân lệch, bọn họ không chiếm được. Thanh âm Sở Trần bình tĩnh tỉnh táo. Đối mặt với đám Tinh La Môn cùng nhau tiến lên, Sở Trần ánh mắt chỉ có sự mỉa mai, Ninh Nguyên Thủy thân là đại diện môn chủ hiện tại của Tinh La Môn, chắc chắn không thể không biết môn quy Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn tự mình lập hạ môn quy, chỉ có người nắm giữ Tinh Vân lệnh, mới có thể chân chính trở thành Tinh La Môn chủ, nhưng Ninh Nguyên Thủy đã biết rõ Mạc Vô Ưu nắm giữ Tinh Vân lệnh, vậy mà còn nghĩ trảm phương ngàn kế cướp đoạt, hiện tại còn thêm việc ăn cướp trắng trợn. Những người như vậy dù không có vụ rổ ước kia, chắc chắn phái B dục soát khỏi tỉnh La Môn. Tẻo phu, cậu phối hợp với Vô Ưu. Sở Trần nói ỉ, ánh mắt đà dán chặt vào Ninh Nguyên Thủy. Ninh Nguyên Thủy lại lần nữa tấn công Sở Trần, hẳn không biết chính xác thân phận của Sở Trần, nhưng hẳn biết rất rõ Sở Trần lá trọng điểm của bộ ba này, chỉ cần Sở Trần bị đánh bại, hai người kia xẻ không đủ gây sợ. Tinh La Môn tuyệt kỹ, trích tinh thủ. Trích tinh thủ từ trong tay Ninh Nguyên Thủy thi triển đi có uy lực so với Mạc Vô Ưu mạnh lên gấp 10. Nói đến, Ninh Nguyên Thủy là người trong Tinh La Môn cổ tư lịch già nhất, thực lực cũng mạnh nhất, Ninh Nguyên Thủy xưa nay sẽ không nghĩ đến sẽ có một tên tiểu bối tới thay thế vị trí của hắn, cho nên ngay khi biết Tinh Vân lệnh xuất hiện trong tay Mạc Vô Ưu, Ninh Nguyên Thủy tự nhiên trong lòng không cản bằng. Nhưng Sở Trần không quan tan, khi Mạc Nhơ Đắc tội Thanh Dương phái, Ninh Nguyên Thủy không chút do dự lựa chọn vừa ồ bỏ Mạc Nhàn, trục xuất Mạc Nhàn khỏi Tình La Môn, từ một điểm này, Sở Trần đối với ông ta tước đoạt tư cách môn chủ Tình La Môn, hắn không có chút nào ảy này. Trong tình huống nguy hiểm, liền từ bỏ đệ tử trong môn của mình, từ tận đáy lòng. Sở Trần xem thường Ninh Nguyên Thủy, đã như vậy, Sở Trần không quan tâm đến việc xáo trộn một chùa Tình La Môn. Hắn cũng đã đáp ứng với La Vân sư đệ, nếu gặp đệ tử của Tình La Môn sẽ chiếu cố tốt một chùa. Hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Sở Trần suy nghĩ, Ninh Nguyên Thủy đã hướng phía hắn lại một lần nữa khởi xướng công kích, thế công như thủy triều, uy lực trích tinh thủ trong tay Ninh Nguyên Thủy phát huy vô cùng tinh tế, nhất thời, Sở Trần lui về phía sau hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của rất nhiều đệ tử Tinh La Môn càng thèm quyết tâm. Chỉ là một thanh niên bình thường mà dám khiêu khích môn chủ, quả thực không biết lượng sức mình. Xem ra hắn có vài phần thực lực, dám ngang ngược không coi ai ra gì như vậy. Để môn chủ dạy hắn cách làm người. Đám người một bên rồng thời vầy Mạc Vô Ưu cùng Tống Thu, một bên hờ hét trợ uy cho Ninh Nguyên Thủy. Một đám hèn hạ tiểu nhân, nhảy hố Google xít Mạc Vô Ưu nghiền ràng nghiên lợi. Nhưng dưới sự bao vây, cô không thể phân tâm chỉ có thể dùng hết sức chổng lọi sự bao vây của giam người Tình La Môn. Ninh Nguyên Thủy ra tay cường thế để chiêm được thượng phong.
ông ta cho rằng Sở Trần đã vỏ lực chống trả, ngay lập tức cười nhạo nói, kỳ thật, chỉ cần các Rigui chủ động giao ra Tinh Vân Lệnh, lại để cho Mạc Vô Ưu công khai thừa nhận tại Tinh La Môn, Tinh Vân Lệnh là do cô ta tự nguyện giao cho ta, như vậy, sự tinh hòm này, liền có thể coi như không có gì. Cho dù các ngươi ương ngạnh chống cự, kết quả vẫn là phải nhận nỗi đau da thịt, hà tất phải khổ như vậy chứ. Ninh Nguyên Thủy, ông chẳng qua chỉ là một cái đội diện môn chủ Tinh La Môn, cứ như vậy muốn phiêu sao. Sở Trần liếc Ninh Nguyên Thủy một cái, rồi đột nhiên đảnh trả, nghiêm túc mà nói. Thực lực của ông còn không bằng Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, bùm, 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 Sở Trần trực tiếp ra quyền là bát hưởng, âm thanh chấn thiên, Y Nguyên Thủy lão DDOI tiêu vô phía sau máy bược, chôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ảnh mà nhìn chằm chằm Sở Trần với ỉ vé mặt không tin. Ông ta không biết Hoàng Phủ Hoàng Ngọc trong miệng Sở Trần là ai, nhưng củ đấm của Sở Trần đã vượt xa sự tưởng tượng của ông ta. Ninh Nguyên Thủy không ngờ được trong cơ thể Sở Trần lại có một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cảm nhận được cơn đau hàm, truyền đến từ lòng bàn tay, Ninh Nguyên Thủy lập tức phản đoán được, thực lực của Sở Trần còn trên ông ta. Khổ trách cậu là ỉ dòm tự tin như vậy, ánh mà Ninh Nguyên Thủy hiện luôn một đạo lãng lệ, ông ta xá hồ bước sông lôn, không chút sợ hãi. Ông ta là một người trong kỳ môn, cổng phu chỉ là một trong những thủ đoạn chống lại kẻ địch. Sau khi đối đầu với Sở Trần vài chiêu, một ăn phủ đột nhiên xuất hiện trong tay Ninh Nguyên Thủy. Định thân phù, thứ ma dồn lử thể đa lấy ra trược đổ chính là xuất tử tay của Ninh Nguyên Thủy. Trong thâm tâm của Ninh Nguyên Thủy, định thân phù lá tác phẩm đắc ý nhất của ông ta, đồng thời nó cũng là linh phủ cố sự tấn công mạnh nhất mà ông ta có thể vẽ ra. Định thân phù đột nhiên bay về phía Sở Trần, gần như đồng thời Ninh Nguyên Thủy cũng ra tay. Chỉ cần Sở Trần bị định thân phù trói buộc, dù CSL một giây thôi, cũng đủ để Ninh Nguyên Thủy đánh bội hân. Hàn nửa, Ninh Nguyên Thủy tự tin rằng định thân phù của Minh Cổ Thẻ khổng chế Sở Trần trong hơn nắm giày. Ánh sáng của lá định thân phù xẹt qua, Ninh Nguyên Thủy tiến đến sát Sở Trần, lúc này. Những gì Ninh Nguyên Thủy NSM thấy trong mắt Sở Trần hóa ra chỉ là sự trêu tức. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm cùng với bát an ập đến với ông ta. Sau đó, ánh mắt Ninh Nguyên Thủy lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin khi nhìn Sở Chi Anh. Sở Trần huy quen, giống như lôi đình. Oanh, thân thể Ninh Nguyên Thủy bay ra ngoài như diều bị đứt dây, ngay khi tiếp đất liền phun ra một ngụm máu. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lén, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, Ninh Nguyên Thủy không thể chấp nhận được sự thật này. Công phu quyền cước của Sở Trần là vượt trội so với ông ta. Ninh Nguyên Thủy mặc dù có ngoại ý muốn một chút, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, ông ta nghiên cứu kỳ môn linh phù thuật thời gian lớn hơn thời gian luyện võ rất nhiều. Sao Ninh Nguyên Thủy tự tin, thủ đoạn kỳ môn linh phù của mình có thể khỏa lấp với chênh lệch về công phu với Sở Trần ở, nhưng mà... lại không nghĩ rằng, mình sử dụng định thân phù, lại bị Sở Trần phá trong giây lát. Điều đó có nghĩa là gì? Sở Trần không chỉ giỏi hơn mình về công phu, má tao nghệ về linh phù của anh ta cũng vượt trội hơn nheo so với mình. Tất cả mọi người có mặt đều choáng váng, thậm chí còn quên việc tấn công hai người Mạc Vô Ưu, từng người rủ lui trở về. Môn chủ, Sử Phú Quý dầu dĩ hét lên, bước tới đỡ Ninh Nguyên Thủy dậy, ngài không sao chứ? Ninh Nguyên Thủy đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, NSLN chàm chằm Sở Trần, không nói gì. Một lúc lâu, Ninh Nguyên Thủy trầm giọng nói, chúng ta đi. Chờ một chút. Giọng nói Sở Trần vang lên, bật cười một tiếng, cứ như vậy rời đi sao? Sở Trần, người còn muốn như thế nào? Giản Lữ Thế hỏi, Sở Trần mỉm cười, hát ta muốn thế nào? Không phải như thế nào chính là thứ các ngươi muốn sao? Ngư khi của Sở Trần dừng lại, nhẹ nói, hai điều kiện, thứ nhất, trong vòng 24 giờ tất cả những người có mặt ở đây ngày hôm nay phải rời khỏi Tinh La Môn, vĩnh viễn không được bước vào Tinh La Môn thêm nửa bước. Lời nói vừa dứt. Sắc mặt của rất nhiều đệ tử Tinh La Môn cũng thay đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Trần có chút khẩn cầu. Ta sai rồi, một đệ tử Tinh La Môn nghiến răng nghiến lợi quỳ trên mặt đất, làm CAN, cho ta một cơ hội, ta không muốn rời khỏi Tinh La Môn. Vài tên đệ tử Tinh La Môn khác cũng theo sát quỳ xuống để cầu xin tha thứ. Cho dù Tinh La Môn chỉ là một tiểu phái của kỳ môn, bọn họ có thể bái nhập Tinh La Môn đã là rất khó. Nếu như Tinh La Môn cũng đem bọn họ trục xuất, bọn họ muốn bái nhập kỹ môn khác, khó càng thêm khó. Nếu làm sai, TSL phải trả giá, đây là do các ngươi lựa chọn. Sở Trần nhẹ giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vi Quang Đào, ưu điều kiện thứ hai, V
Phi trưởng lão, người đi trước, cố điều, dừng quên, kẹp lấy các đuôi của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Phi Quang đã ảm chảm đến cực điểm. Lúc này, Tổng Thu Không Cuốn Nhật cái đuôi đã chuẩn bị trước đỏ, ném tới trước mặt Phi Quang Đào, trước lúc anh rể ta ra tay, chắc là ngươi rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ cục đuôi xuống núi của ta, đồng dạng, bây giờ ta cũng rất mong chờ. Mạc Võ Ưu cũng thảy hả giận, hôm nay đối phương liên tục hành động vô liêm sỉ khiến cho Mạc Võ Ưu lổn đầu tiên cảm thấy xã hội này hiểm ác như vậy, lòng người ti tiện, đối với một cô gái 17 tuổi, thực, sự lớ lần đầu tiên được kiến thực. May mắn thay, khi cô cần sự giúp đỡ nhà, cô đã gặp Sở Trần, cỏ sờ tràn ở bẽn rể ngả chặn kiếp nạn. Mạc Võ Ưu lây tinh vản lệnh ra, trực tiếp tuyên bố, từ giờ phút này, các ngươi đớ không còn là người của Tinh La Môn nữa. Vẻ mặt của mây đệ tử Tinh La Môn đang quỳ trên mặt rát lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể Vi Quang Đào kịch liệt run rẩy, nhìn chằm chằm cành cây chèn mật già. Trong lòng tràn đầy rau khỏ cùng tức giận, cụp đuôi xuống núi, tuyệt đối không thể. Vi Quang Đào quay mặt đi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào đám người Sở Tràn, giọng bốc hỏa nói, các huynh đệ, bọn họ định trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, còn muốn đoạn tuyệt đường lui của chúng ta, đã như vậy, chúng ta không bằng được ăn cả ngã về không. Mọi người cùng nhau xông lên, sống chết với chúng. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của đám đệ tử của Ninh Nguyên Thủy hiện lên một tia hung ác. Chân tướng phơi bày, bọn họ cảm thấy rằng họ đã bị Mạc Võ Ưu ép tới tuyệt cảnh. Đừng trách chúng ta không khách khí. Sao Giản Lữ Thế trong tay lầy ra một thanh chùy thủ cực kỳ sắc bén, khuôn mặt hiện lên vài phần dữ tợn. Ninh Nguyên Thủy lúc này cũng đi chậm qua, nhìn thấy cục diện này, hắn cũng không còn đường lui. Phương pháp duy nhất chính là đập nồi diêm thuyền, một trận chía dược án cả ngả về không. Trong lòng bàn tay Ninh Nguyên Thủy, một thanh chùy thủ với hàn quang cũng xuất hiện. Những người ban đầu đang quỳ liền đứng lên, lúc này thần sắc lộ vẻ quẻ tâm. Nhìn thấy đối phương đã rút binh khí ra, dáng vẻ dũ tợt, Mạc Võ Ưu không khỏi run lên, vô ý thức hoảng sợ, đi về phía Sở Chân vài bước. Tống Thu đồng dạng chưa từng trải qua cục diện như vậy, lúc trước khi đối mặt với độc vật công kích của Vu Than Môn, cậu có hộ thân phù mà Sở Trần cho, độc vật cặn bản không tới gần cậu, cậu đổi mặt chỉ là đệ tử Vu Thần Môn sử dụng công phu quyền cước, nhưng bây giờ, mười mấy người trong tay cầm chùy thủ khí thế hung hãn tiến tới gần, liền khiến Tống Thu có chút sợ hãi. Thanh chùy thủ trong tay Ninh Nguyên Thủy chỉ vào Mạc Võ Ưu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Sở Trần, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để Mạc Võ Ưu giao ra Tinh Vân Lệnh, ta dám đảm bảo, hôm nay các ngươi không bảo hộ được Tinh Vân Lệnh, mà lại nếu ngươi còn khăng khăng như thế, ngươi càng thêm không bảo hộ được Mạc Võ Ưu. Sở Trần nhướng mày, uy hiếp của đối phương, ý vị ngày càng đậm. Đây là lời nói của bại tướng sao? Sao hai chân Tống Thu mặc dù có chút mềm nhũn, nhưng giọng nói không thể không chua, lớn tiếng nói, ngay cả quần ầu cũng đánh không lại, các ngươi thật là mất mặt nỏm đến nhà ông nội đi. Môn chủ, không cùng hấn nỏ nhảm. Vi Quang Đào nghiến răng, hai nhận không thể gây lập tức đành Tổng Thu xuống đất. Ninh Nguyên Thủy cũng hiểu hôm nay hai bèn dã không thể dừng lại, vẻ mặt lập tức dữ tợn, lên. Mười mấy người liền lao tới. Hai người, hãy tự bảo vệ bản thân. Sở Trần nói một tiếng, thân ảnh như gió. Tống Thu một lần nữa chứng kiến Sở Trần thi triển kỳ lân bộ pháp. Lần này, Sở Trần thi triển hết những tinh tế của kỳ lân bộ pháp, như thể một đầu yêu thú viễn cổ lao vào đám đông, hung hãn, từng cái đưa tay nhấc chân, từng thân ảnh lần lượt bi dây đánh bay. Trong mắt Mạc Võ Ưu chừng lớn, cô vốn tưởng rằng mình đã nhìn thấy rõ thực lực của Sở Trần trong trận chiến tại biệt thự tối hôm đó, nhưng lúc này cô đột nhiên phát hiện tràng cảnh trước mắt mình mới chính là thực lực Sở Trần khi tung toàn bộ hỏa lực. Không ai có thể ngăn cản bộ pháp của Sở Trần, phàm là những đệ tử Tình La Môn bị Sở Trần va trúng, đều trực tiếp bay ra ngoài. Ninh Nguyên Thủy sững sờ, chưa kịp phản sao ứng TSL 5 người xung quanh ông ta đã ngã xuống. Tống Thu và Mạc Võ Ưu nhìn nhau. Bọn họ hy vọng có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng TC án bản không có đệ tử Tinh La Môn nào có thể phá vỡ vòng vây của Sở Trần để tấn công bọn họ. Sở Trần lấy sức một mình để ngăn cản đối phương. Giờ phút này, thực lực chiến đấu của Sở Trần ở trong lòng hai người họ đã được nâng lên thêm một tầng. Anh rể, thật sự quá trâu bò. Tống Thu cảm thấy mình không còn tính từ nào có thể dùng để khen anh rể nữa. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài hơi thở, đám đệ tử Tinh La Môn dã ngã xuống một nửa. Lần này, Sở Trần ra tay không chỉ quả quyết, mà còn vài phần tán nhẫn. Đa biến mét, mỗi đệ tử của TTNS La Môn khi ngã xuống đợt đều bị nội thương nghiêm trọng,
mặc dù không có gãy tay gãy xương, thế nhưng, lực phủ ngũ tạng tổn thương, so với ngoại thương càng thêm đáng sợ, thậm chí có thể mang theo thương thế cả đời. Ít nhất trong một thời gian, không một đệ tử nào trong đám đệ tử Tinh La môn này có thể đứng dậy được. Môn chủ, cứu tôi! Sư Phú Quý vốn là hung hăng xông về phía Sở Trần, nhưng lúc này Sở Trần đang hướng hắn đánh tới. Sư Phú Quý hoảng sợ tới mức bối rối kêu to, âm thanh chói tai, em ơi, thủy thủy cứu ta. Bang, Sư Phú Quý đau đến mức không muốn sống, bay thẳng ra ngoài. Tiếng rên rỉ vang vọng, Ninh Nguyên Thúy lúc này mới định thần lại, trong lòng kinh hãi. Ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp sức chiến đấu của Sở Trần. Nhưng bây giờ, cung đã bắn ra không thể thu về, ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Vi sư đệ, ngăn hắn lại. Ánh mắt Ninh Nguyên Thủy trở nên dữ tợn, ông ta đột nhiên lao về phía Tống Thu và Mạc Vô Ưu. Biện pháp duy nhất, chính là bắt lấy Mạc Vô Ưu để uy hiếp Sở Trần. Vi Quang Đào tự nhiên hiểu được ý tứ của Ninh Nguyên Thủy, trong lòng đại biển, lấy trong tay ra một tám linh phù, tự mình ăn vào, một cỗ khí tức khác biệt xuất hiện trên người Vi Quang Đào, làm cho lực lượng trên người Vi Quang Đào tảng lên một chút. Trong lòng Vi Quang Đào liền hối hận, nếu như có thể cẩn thận một chút. Khi Mạc Vô Ưu lấy ra ngũ lõi phù, dùng lực lượng cự lực phủ để đối phó, hắn sẽ không dễ dòng bê Mạc Vô Ưu đành bại như vậy. Tiếc là không có thuốc hối hận, bây giờ, Sở Trần chỉ có thể sử dụng sức mạnh của cự lực phù để giữ chân Sở Trần. Vi Quang Đào chủ động xông tới trước mặt Sở Trần, cánh tay dập ra, thời gian hiệu lực của cự lực phủ cực kỳ ngắn, trong lòng Vi Quang Đào vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ cự lực phủ có thể giúp hắn đánh bại Sở Trần. Vi Quang Đào càng nghĩ đến đây càng hưng phấn, ra quyền như gió, dứt khoát vô cùng. Bang, nắm đấm của Vi Quang Đào va chạm với nắm đấm của Sở Trần. Nụ cười trên mặt Vi Quang Đào dần dần ngưng kết, một giây sau, hắn ta lại phát ra một tiếng rèn rít thống khổ đau đớn vô cùng. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời bản Sơn Đinh, cơ thể Vi Quang Đào không ngừng lăn trên mặt đất, hắn vốn một thân bị thương thế, tổn thương do tiểu ngũ lôi phủ gây ra vẫn còn. Hiện tại lại bị Sở Trần cường thế dối quyền đụng bay, Vi Quang Đào không chịu nổi loại thống khổ này. Đồng thời, trong lòng Vi Quang Đào cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Sở Trần không thể chỉ bằng một cự lực phủ có thể khỏa lấp được. Hắn hoàn toàn giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vi Quang Đào thất thủ, những người còn lại Tinh La Môn muốn dốc toàn ý ực cũng không thể nụ còi trên mặt Vi Quang Đào dần dần ngưng kết, một giây sau, hắn ta lại phát ra một tiếng rên rô thống khổ đau đớn vô cùng. A, ị, một tiếng hét thảm thiết vang lên trên bầu trời bản Sơn Đinh, cơ thể Vi Quang Đào khổng ngừng lãn trên mặt đất. Hắn vốn một thân bị thương thế, tổn thương do tiểu ngũ lôi phù gây ra vẫn còn, hiện tại lại bị dây Sở Trần cường thế dối quyền đụng bay, Vi Quang Đào không chịu nổi loại thống khổ này. Đồng thời, ị, trong lòng Vi Quang Đào cũng hiểu rõ, khoảng cách giữa mình và Sở Trần không thể chí bằng một cự lực phủ có thể khỏa lấp được. Hắn hoàn toàn giống như kiến càng lay cày, không biết tự lượng sức mình. Vi Quang Đào thất thủ, những người còn lại Tinh La Môn muốn dốc toàn lực cũng không thể thoát khỏi thảm cảnh này, dưới hỏa lực được bật hết của Sở Trần, quả đát không có kẻ nào có thể ứng phó được. Vào lúc này, Ninh Nguyên Thủy đang vô hạn áp xả Mạc Vô Ưu. Hai mắt Ninh Nguyên Thủy lóe lẻn một tia điên cuồng, trong lúc lao về phía Mạc Vô Ưu, hắn van hét lên, giao tinh vạn lệnh ra. Một cỗ cuồng phong từ phía sau lưng truyền đến, Ninh Nguyên Thủy không dám lơi lỏng, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Chỉ đến chậm trễ một giấy, Sở Trần đã đuổi kịp. Vì một cái tình vân lệnh, ông đã phát bệnh rồi. Độ vẻ mặt của Sở Trần lạnh lùng, không nói gì thêm với Ninh Nguyên Thủy, ta đến trị bệnh giúp ông. Khoảnh khắc đổi phương lấy chùy thủ ra, một tia nhân từ cuối cùng trong lòng Sở Trần lo y nói vừa dứt, Sở Trần liền xông lên, đối mặt với loại trạng thái này của Ninh Nguyên Thủy, Sở Trần đối phó càng dễ dàng hơn, trong nháy mắt đánh văng Ninh Nguyên Thủy xuống đất. Tống Thu định thần lại. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, hơn chục người Tinh La Môn ở phía trước của bán Sơn Đinh, không một ai trong số họ có thể đứng dậy. Tống Thu dùng mình nhìn Sở Trần, anh rể, nếu như sau này anh cùng chị ba cãi nhau, em sẽ đứng về phía anh. Sở Trần, Mạc Vô Ưu nắm chặt tinh vân lệnh trong tay, chuyện xảy ra hôm nay có chút phá vỡ nhận biết của cô, trước khi lên núi, Mạc Vô Ưu nghĩ, hôm nay tại Tây Kiều Sơn, cô chỉ cần giao chiến một trận với đệ tử của Ninh Nguyên Thủy, sau khi phân định thắng bại. Cô liền có thể xuống núi, thật tinh không biết, vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Nếu không có Sở Trần ở đây, Mạc Vô Ưu nghĩ lại cũng sợ hãi một hồi. Sở Trần, cảm ơn anh. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần,
Tiểu Vô Ưu, khách khí, Sở Trần cười nhẹ, trêu chọc một câu, đừng quên ta chính là sư tổ của em, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt đồ tử đồ tôn của ta. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần một hồi không nói nên lời, anh là chiếm tiện nghi của tôi. Tống Thu trợn to hai mắt, NSLN Mạc Vô Ưu, sau đó NSLN Sở Trần, pha trò một câu, em đi tìm Vi Tôn Tử nói chuyện, hai người cứ thong thả trò chuyện đi. Nhìn thấy Tống Thu từng bước đi về phía mình, vẻ mặt của Vi Quang Đào đột nhiên biến đổi, hắn không còn quan tâm đau đớn, giãy giụa rồi bò đi bò lại một hồi, nhưng Tống Thu vẫn đến trước mặt hắn. Đi đâu mà vội vã vậy? Tống Thu nhìn Vi Quang Đào cười, không phải vừa rồi ngươi nói, muốn nhìn ta cụp đuôi rời khỏi Tây Tiểu Sơn sao? Tống Thu thuận tay đem cái đuôi nhặt được, ném tới trước mặt Vi Quang Đào, kẹp lên cái đuôi của ngươi, đi thôi. Sắc mặt Vi Quang Đào lúc trắng lúc xanh, cơ mật giận đến nỗi không ngừng run rẩy. Một lát, Vi Quang Đào kềm chế phẫn nộ chi hỏa trong lòng, thanh âm trầm thấp nói, tiểu huynh đệ, ta nhận thua, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta có thể bồi thưởng cho ngươi. Ta thiếu tiền sao? Tống Thu hậu khí nói, ta không có hứng thú với tiền bạc đối với ta, không có nghĩa lý gì cả. Vi Quang Đào gần như nôn ra một ngụm lão huyết, nhìn vẻ non nớt chẽn gương mặt của Tống Thu, liền biết Tống Tha tuổi không lớn lắm, một thiếu niên hơn 17 tuổi, vậy mà hào khi nói mình không quan tâm đến tiền bạc, ngươi cho rằng ngươi là ngựa hay ba ba sao? Đây rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn thậm CSL dũng khi để nổi giận trước mặt đối phương cũng không có. Ta sẽ đưa cho ngươi 5 vạn đồng. Vi Quang Đào chỉ có thể trầm giọng nói, chuyện giữa chúng ta hôm nay, sẽ không truy cứu nữa. Ồ, Tống Thu càng thêm khinh thường, tiền tiêu vặt của ta, ân rể đã cho hẳn 10 vạn, ta lại thiếu 5 vạn của ngươi. Nhanh kẹp cái đuôi đi, nếu không, Tống Thu nhếch miệng, ta sẽ để người khác thay ngươi cụp đuôi xuống núi. Tống Thu nói, ánh mắt NSLN về phía Ninh Nguyên Thủy, đồ đệ sai, hẳn lá để sư phụ tới gánh chịu đi. Sở Trần hiểu ý của Tống Thu, không khỏi mỉm cười, không sai, nếu hắn không muốn cụp đuôi xuống núi, vậy hãy rẻ Ninh Nguyên Thủy thay thế đi. Vừa dử lời, Vi Quang Đào bỗng bị một trận khí tức công tâm, nôn ra một ngụm máu tươi, NSLN chầm chầm vào Sở Trần và Tống Thơ kẻ tung người hứng. Để Ninh Nguyên Thủy thay mình cụp đuôi xuống núi, cho Vi Quang Đào la gan lởn hắn cũng không dám. Bản thân đã không thể ở lại Tinh La Môn được nữa, nếu như ngay cả Ninh Sư Huynh mà hắn cũng đạc tội. Đến lúc đó trên đời này thật không có chỗ cho hắn dung thân. Lúc này, động tác của Sở Trà còn rất nhanh, hắn trực tiếp một tay nắm lấy Ninh Nguyên Thủy, đi tới trước mặt, cái đuôi, ném Ninh Nguyên Thủy qua, xin mời biểu diễn. Mặt Ninh Nguyên Thủy triệt dề đen lại, Vi Quang Đào toàn thân run rẩy dữ dội. Hồi lâu, run giọng nói, không, không cần, ta sẽ tự làm. Trong chớp nhoáng, nước mắt đau khổ chảy ra từ mắt Vi Quang Đào. Đời này... hắn chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Hắn càng không nên tự tin như vậy, cảm thấy rằng mình có thể xử lý mọi việc. Từ đầu đến cuối, Ninh Nguyên Thủy không nói lời nào, bởi vì ông ta biết rất rõ Vi Quang Đào không dám để mình làm chuyện này. Ánh mắt Ninh Nguyên Thủy NSLN trầm chằm vào Tống Thu, tiểu tử này tuổi còn trẻ lại có thể nghĩ đến một chiêu này khiến Vi Quang Đào khuất phục, cam nguyện đi thực hiện đổ ước, cũng không đơn giản. Nhìn thấy Vi Quang Đào run rẩy kẹp cành cây sau mông, Ninh Nguyên Thủy cúi đầu xuống, giờ khắc này, uất ức trong lòng tăng lên đến cực điểm, trong đáy mắt hiện lên mỗ tia hận ý. Mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Tiểu Vô Ưu, chúng ta đi thôi. Sở Trần không nhìn Ninh Nguyên Thủy, cùng Mạc Vô Ưu và Tống Thu bước xuống núi. Chẽn đường đi, Tống Thu không quên thúc giục Vi Quang Đào tăng tốc độ một chút. Cuối cùng khi đến chân núi, Vi Quang Đào kéo lên một tiếng đau đớn tột cùng, hai mắt tồi sầm, lập tức ngã xuống đất. Tự gây nghiệt, trong lòng Mạc Vô Ưu không có nửa điểm thương hại, hôm nay đã nhìn rõ bộ mặt mà trước nay chưa từng thấy qua. Anh rể, chúng ta đi đâu bây giờ? Tống Thu lái xe qua, hỏi một tiếng. Bệnh viện đi, Sở Trần nói, mặc dù ta đã nói qua điện thoại với Mạc Lão về kết quả của trận đấu này, nhưng bây giờ Mạc Lão hẳn đang rất lo lắng cho tiểu Vô Ưu. Tôi có thể thương lượng một chuyện với anh không? Vô Ưu đột nhiên nghiêm túc nhìn Sở Trần. Sở Trần nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Khi anh gọi tên tôi, có thể bỏ trừ tiểu đi không? Mạc Vô Ưu duỗi thẳng thắt lưng của mình, mặc dù bây giờ so sánh với Sở Trần vẫn thấp hơn hắn một chút, nhưng đợi trưởng thành thêm ít nữa, tuyệt đối là mỹ nữ thân dài, eo thon, tôi có chỗ nào nhỏ? Tôi đã 17 tuổi rồi. Sở Trần nghiên cứu thảo luận sâu về vấn đề này với Mạc Vô Ưu nữa,
Tống Thu không dám xen vào, cẩn thận lái xe đến bệnh viện. Mạc Vô Ưu đẩy cửa phòng bệnh, bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong phòng bệnh, ống nội, sao ông lại ngồi dậy? Tinh thần của Mạc Nhàn rất tốt, nghe thấy lời này, cười một tiếng, không có trả lời, ngược lại khen Mạc Vô Ưu trước, Vô Ưu à, con thật sự khiến Gia Gia xấu hổ, con xứng đáng với tinh vân lệnh mà sở trời đã giao cho, ha ha ha, Gia Gia tự hào về con. Mạc Nhàn vừa nói, vừa nhìn sở trời đang đi vào, vẻ mặt càng là hưng phấn, sở trần, cảm ơn cậu đã chiếu cố Vô Ưu. Sở trời mỉm cười, Mạc lão khách khí Kiều trưởng lão. Sở trần đi tới bên cạnh Kiều Thương Sinh gật đầu ra hiệu. Kiều Thương Sinh liền vội vàng gật đầu, sở su thúc. Cớ Mạc Nhàn và Mạc Vô Ưu đều giã quan với sự tôn kinh mà Kiều Thương Sinh dành cho sở trần. Trong bóng tối, Mạc Nhánh có không ít cảm khái. Lĩnh Nam Dược Cốc, uy danh trong giới cổ võ phương Nam, Kiều Thương Sinh thân là Dược Cốc trưởng lão, địa vị dây tôn sùng, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, Mạc Nhàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kiều Thương Sinh sẽ tôn kính như thế đối với một thanh niên mới 20 mấy tuổi như thế, cho dù người thanh niên này đến từ Cửu Huyền Môn. Suy cho cùng, đường đường là một thầy thuốc như Kiều Thương Sinh, cho dù đối mặt với kẻ có thân phận hiển hách hơn người, ông ta cũng sẽ không tận lực a dua nịnh hót. Sở trần có thể khiến cho Kiều Thương Sinh tôn trọng như thế, nhất định là bản thân sở trần có cái gì đó khiến Kiều Thương Sinh tin phục. Tình hình Mạc lão bây giờ như thế nào? Sở trần hỏi, Kiều Thương Sinh suy tư một lúc. Sau lần thi châm hôm nay, Mộ lão đã khôi phục không ít khí lực, đã có thể tự mình ngồi dậy được. Nghe vậy, Mạc Phổ Ưu lộ vẻ vui mừng, ổng nội, ông rất nhanh sẽ khôi phục lại, có thể tự mình xuống đất đi bộ. Mạc Nhàn cười, không trả lời. Sở Trần thấy vẻ mặt của Kiều Thương Sinh có vẻ khác thường, ánh mắt nhìn về phía Mạc Nhàn, lìa đi tới ngồi bên cạnh Mạc Nhàn, Mạc lão, không phiền nếu tôi xem mạch một chút chứ. Mạc Nhàn xua tay, cái mạng này của lão phu là do cậu kiếm về. Tùy cậu dày vò. Sở chờ giờ khóc giờ cười, lão nhân gia này nổi cái gì hồ lang chi từ. Mình sao dám dày vò ông ta? Kiều Thương Sinh cùng chảm chú xem chẩn đoán mạch của sở trần. Một lúc sau, sở trần cao mày nhìn Kiều Thương Sinh, vừa rồi ông thi châm cho Mạc lão. Kiều Thương Sinh gật đầu, vậy tại sao không thi châm cứu chân cho Mạc lão? Ngay khi lời nói của sở trần vừa dứt, Mạc Nhãn sững sờ, buột miệng nói, tại sao cậu thấy được? Kiều Thương Sinh trầm giọng đáp, chân của Mạc lão cỏ ba khu học vị, tắc tụ huyết, đồng thời chế hành lẫn nhau, nếu tùy tiện thi châm, sẽ có nguy hiểm. Trái tim Mạc Vô Ưu lập tức siết chặt, vội váng nói, Kiều trường lão, có cách nào không? Khi Kiều Thương Sinh NSLN thoáng qua sở trần, trả lời, ta cần một chút thời gian để nghiên cứu. Sở trần trầm tư một hồi, sau đó nói với Mạc Nhàn, Mạc lão, lãm phiền óng một chút. Nghe vậy, mắt Kiều Thương Sinh sáng lên. Vẻ mặt không thể che giấu được sự kích động, hưng phấn mở ra tủ thuốc ngay lập tức. Sau khi Mạc Nhàn nằm xuống, Kiều Thương Sinh đỡ đưa kim châm tới trước mặt sở trần, sở sư thúc. Kiều Thương Sinh nhìn sở trần một cách háo hức, hắn rất biết thiên phú của vị sở sư thúc trước mặt này. Vào 6-7 năm trước, cốc chủ đem hắn mang về dược cốc, thời điểm hắn khiêu chiến tất cả trưởng lão dược cốc. Tất cả trưởng lão dược cốc đối với tên thiếu niên mười mấy tuổi kia không chút coi trọng, không ai xem hắn để vào trong mắt. Nhưng cuối cùng, thiếu niên nương theo kim châm độ mệnh thuật vô cùng kỳ diệu, đã đánh bại tất cả trưởng lão dược cốc. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, bây giờ kim châm độ mệnh thuật của sở sư thúc hẳn đã đạt đến trình độ cao hơn gì. Trong lòng Kiều Thương Sinh đầy mong đợi, khi biết được vấn đề này trên người Mạc Nhàn, ngay lập tức Kiều Thương Sinh nghĩ đến sở trần, nhưng ông ta không dám mời sở trần ra tay, dù sao thì bản thân ông có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này, chỉ là mất một chút thời gian. Anh rể, anh còn biết y thuật sao? Tổng Thiêu trợn mắt hốc mồm. Để ta khôi phục trật tự kim châm của Kiều trường lão trước đã. Sở trần nghĩ tới, kim châm trong tay rất nhanh, chuẩn xác rơi vào trên người Mạc Nhàn. Mỗi một đường châm, thần sắc của Mạc Nhàn đều lộ rõ sự sửng sốt. Hắn cũng không ngỡ, tạo nghệ của sở trần trong châm cứu lại cao siêu như vậy. Mạc Nhàn cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Kiều Thương Sinh lại tôn cỡ trần như vậy. Sau khi vài đạo kim chàm đi xuống, động tác sở trần dừng lại. Trong phòng bệnh, Mạc Phổ Yêu và Tống Thu không dám thở mạnh, vì họ sợ sẽ quấy rầy sở trần. Sở trần nhìn chằm chằm vào chân của Mạc Nhàn, đồng thời nói, ta đã tìm được ba khu huyệt vị mà ông nói tới. Sở trần trầm tư một hồi, cầm châm tới. Kiều Thương Sinh sửng sốt một chút, thân sắc chợt toát ra sự vui mừng khôn xiết, hắn vội vàng đưa kim châm cho sở trần,
đồng thời cũng nhìn chăm chú vào tay Sở Trần. So, Trần rất nhanh thả kim châm xuống, trong nháy mắt đớ đâm kim châm vào một chỗ huyệt vị. Kiều Thương Sinh nín thở. Sở Trần lại lần nữa hạ châm. Hiu, 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 liên tiếp ba châm rơi xuống, nháy mắt, chân Mạc Nhàn nảy lên như một phản xạ có điều kiện. Mạc Nhà vô ý thức bật ra một tiếng kêu nhẹ. Ông nội, ông sao rồi? Mạc Vô Ưu vội vàng hỏi. Thần, đúng là chân thần. Mạc Nhàn thốt lên, vẻ mặt không tin nổi, ta cảm giác được một luồng nhiệt lưu thông qua đôi chân này, suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên ta cảm giác được chân minh tồn tại. Mạc Nhàn vô cùng kích động, mặc dù tuy Kiều Thương Sinh đã nói với ông ấy rất nhiều lần rằng ông ấy có cơ hội rất lớn để dựng lên, nhưng khi cảm giác này chân chính ập đến, Mạc Nhàn vẫn không khỏi kích động, cảm giác này giống như được tái sinh vậy. Vẻ mặt của Mạc Võ Ưu cũng đầy rung động và mừng rỡ. Sở Trần lúc này mới đứng lên, nhìn đến Kiều Căng Xính vẻ mặt đang cuồng nhiệt điên cuồng. Vừa rồi mấy châm kia, dã thấy rõ ràng chứ? Thấy rõ ràng, trong lòng Kiều Thương Sinh càng thêm kích động, Sở Trần thi châm đổi với Kiều Thương Sinh mà nói, có loại cảm giác xua tan mây mù, đốn ngộ trong chớp nhoáng này, khiến việc nắm giữ kim châm độ mệnh thuật của Kiều Thương Sinh tới cấp độ càng sâu. Tiếp xuống giao cho ông. Sở Trần nhường lại vi dây trí của mình cho Kiều Thương Sinh. Sau khi Kiều Thương Sinh kìm nén sự kích động trong lòng, tiếp tục bình tĩnh ổn định thi châm cho Mạc Nhàn, không lâu sau khi Kiều Thương Sinh thi châm xong, ông ta đứng dậy, đột nhiên cúi đầu hướng Sở Trần, đa tạ Sở sư thúc chỉ điểm sai lầm. Tống Thiêu cùng Mạc Vô Ưu dùng ánh mắt nhìn Sở Trần, như thể đang nhìn chằm chằm vào một con quái vật. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không thần như thế. Sở Trần nói. Tình huống của Mạc Lão, dùng một phép tính tương tự, giống như là châm củi để nấu nồi nước, Kiều Trường Lão đã chuẩn bị xong củi lửa, ta chỉ phụ trách nhóm lửa thôi, chuyện kế tiếp, lại giao cho Kiều Trường Lão. Sở Trần liếc mắt NSLN Mạc Nhàn, kế tiếp, sau 7 ngày, Mạc Lão có thể thử xuống đất đi lại. Lời nói của Sở Trần khiến vẻ mặt của Mạc Nhàn và Mạc Vô Ưu đồng thời toát ra cuồng hỉ. Thật sao, Mạc Vô Ưu vô cùng cao hứng thốt lên, cô không nghi ngờ lời nói của Sở Trần. Nhưng tin tức này đối với cô quá mức kích động. Ban đầu, Hoàng Ngọc Hằng xông vào Tinh La Tiểu Điếm, đả thương ông nội cô, sau khi ông nội nhập viện thì bị kết luận là vĩnh viễn mất cơ hội đứng dậy. Đối với Mạc Vô Ưu, sự đả kích này không khác với sấm sét giữa trời quang, ông nội là người thân duy nhất của cô trên thế giới này, cô khỏng thể chấp nhận sự thật như vậy. Họa đến dồn dập, ngay thời điểm Gia Gia gặp phải tai vạ bất ngờ, Tĩnh La Môn không chi không có ra tay giúp đỡ. Còn quả quyết lựa chọn từ bỏ bọn họ, muốn đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của một người đỡ thay đổi hoàn toàn số phận của cô, cũng như của ông nội cô. Sở Trần, Mạc Phô Yêu nhìn Sở Trần, thân thể khẽ run, cỏ sợ giang tin tức đó là giả. Đây chỉ là phòng đoán qua. Sở Trần mỉm cười, Phô Yêu, những ngày này Tinh La Môn sẽ rất hỗn loạn, em sẽ không thể quản trong một sớm một chiều được, tốt nhất là để nó tiếp tục hỗn loạn, tự động tẩy bài. Nhìn xem, Ninh Nguyên Thủy và những người khác có muốn nhân cơ hội đứng lên chiếm đoạt vị trí môn chủ Tinh La Môn hay không, đợi đến khi vết thương của Mạc Lâu lành hẳn, sau đó hãy cùng Kiều Trường Lão trở về Tinh La Môn, chính thức tiếp quản Tinh La Môn. Nghe vậy, ánh mắt Mạc Nhàn sáng lẻn, lập tức nhìn về phía Kiều Thương Sinh. Kiều Thương Sinh chính là Dược Cốc Trường Lão, đối với Tinh La Môn mà nói, lĩnh Nam Dược Cốc là một loại tồn tại giống như quái vật khổng lồ, nếu như Kiều Thương Sinh cùng về để trợ trận. Căn bản không có người còn dám ngăn cản Mạc Vô Ưu. Kiều Thương Sinh gật đầu với nụ cười trên môi, nếu cần, tôi có thể liên hệ một chút, để Dược Cốc phái một đội đến Tinh La Môn, tùy thời nghe Mạc cô nương phân phó. Nếu như không phải tiếp xúc với Mạc Nhàn, Kiều Thương Sinh thậm chí đối với Tinh La Môn không có nửa điểm hiểu rõ, dù sao, trong cô võ giới, dạng tiểu môn tiểu phái như này thư xê sự quá nhiều, đại đa số đều không nhập pháp nhãn của Kiều Thương Sinh. Nhưng bây giờ trông thấy Sở sư thúc đối với sự tình Tinh La Môn để ý như vậy, Kiều Thương Sinh cũng vui vẻ cống hiến sức lực. Xét cho cùng, đối với Kiều Thương Sinh, Sở Sao Trần không chỉ là đệ tử thân truyền của Cốc Trụ Dược Cốc, mà đối với Kim Châm Độ Mệnh Thuật, vừa rồi Sở Trần đích thân làm mẫu chỉ điểm, điều này khiến Kiều Thương Sinh có được lợi ích không nhỏ. Mạc Phô Ưu cân nhắc một lúc, cuối cùng từ chối hảo ý của Kiều Thương Sinh. Về sự tình của Tinh La Môn, khi ông nội lành lại, tôi sẽ trở về cùng với ông nội. Ánh mắt Mạc Vô Ưu kẽn đờ NS, trầm giọng nói, đến lúc đó có Kiều Trưởng Lão đồng hành, tôi đã vô cùng cảm kích. Ánh mắt Kiều Thương Sinh tỏa ra vẻ tán thương, cũng không có tiếp tục kiên trì, gật gật đầu.
Sở Trần cũng khá hài lòng với câu trả lời của Mạc Vô Ưu, mặc dù nếu Dược Cốc phái người tới thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng mà Tinh La Môn chỉ lắng xuống vì thực lực của Dược Cốc mà thôi, chỉ là tạm thời an ổn. Điều này hoàn toàn khác với việc Mạc Vô Ưu tự mình mang Tinh Vân Linh trở về. Mạc Vô Ưu có thể dứt khoát đảm đương trọng trách này, tự nhẽn đảng được ngưỡng mộ. Điện thoại di động của Sở Trần đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra, liếc thấy một chuỗi số điện thoại xa lạ, là mã số của Dương Thành. Sở một Trần kết nối mà không cần suy nghĩ nhiều. Sơ, giọng Ninh Tử Châu vang lên ở đầu dây bên kia, hiển nhiên anh ta đỡ bị dây nghẹn một lúc mới gọi ra, Sở Thúc. Sở Trần sững sờ, một lúc sau mới cẩn thận hỏi, vị nào? Ninh Tử Châu lúc này đang ngồi trên xe, nghe nói Sở Trần đi đến Tây Tiểu Sơn liền vội vàng tới đó, nhưng không may gặp phải sự cố kẹt xe, ngay khi anh ta đến Tây Tiểu Sơn, đã không nhìn thấy Sở Trần đâu, Tây Tiểu Sơn thực sự quá lớn, sau khi Ninh Tử Châu dạo một vòng không tìm thấy Sở Trần, anh ta liền xuống núi và lẻn xe quay lại, lúc đó anh ta mới nhớ ra rằng mình có thể gọi điện thoại cho Sở Trần. Nhu Ân khi cuộc gọi được kết nối, Sở Trần thậm chí còn không nhận ra giọng nói của anh ta. Ninh Tử Châu cảm giác muốn ói ra máu. Hắn là một trong lĩnh nam thập đại thiếu gia, đi đến đâu cũng mang hào quang chói mắt vô cùng. Hắn tin tưởng sau khi Sở Trần gặp mặt lần đầu, Sở Trần nhất định sẽ nhớ tới hắn. Dù sao lúc đó Sở Trần còn để hắn hô một tiếng, Sở Thúc không nghĩ tới. Mình mỗi ngày đều nghĩ đến việc trốn tránh Sở Trần vậy mà cản bản không có đem hắn đẻ ở trong lòng. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến Ninh Tử Châu gần như phát điên. Tuy nhiên, vì sự việc trong lòng, Ninh Tử Châu đã kịp thời kìm nén cảm xúc, ho nhẹ, tôi là Ninh Tử Châu. Sở Trần đột nhiên nhận ra, thì ra là Tử Châu, khoảng thời gian này thật vất vả cho cậu, ta vẫn nghĩ tới việc mỏi cậu đi ăn bữa cơm, nhưng thực sự ta quá bận, đây là sơ suất của Sở Thúc, lần sau nhất định ta sẽ bù đắp cho cậu. Việc đã tới nước này, Ninh Tử Châu chỉ có thể âm thầm thừa nhận mối quan hệ thúc cháu này. Sở Thúc, không cần lần sau, cháu đã đặt trước một phòng ở khách sạn Hoa Đằng, tối nay cháu muốn mời Sở Thúc ăn bữa cơm. Trong phòng của bệnh viện, vẻ mặt của Sở Trần rõ ràng là sửng sốt. Hắn đương nhiên ngay lập tức nghe thấy giọng nói của Ninh Tử Châu, nhưng ngay lần đầu gặp mặt, há liền biết Ninh Tử Châu là một người vô cùng ưu tú, nội tâm cũng vô cùng kiêu ngạo, vì vậy Sở Trần mới nghĩ trêu chọc Ninh Tử Châu một chút. Trong khoảng thời gian này, đối với Ninh gia, Sở Trần là chân thành cảm kích. Cho nên, Sở Trần biết Ninh Tử Châu không muốn nhìn thấy mình, cho nên Sở Trần cũng không đi quấy rầy hắn, để cho hắn tập trung xử lý tốt Hoàng gia. Nghĩ không ta, ngay khi Hoàng gia nhận thua, Ninh gia đã có thể rút lui, Ninh Tử Châu vậy mà lại tự tìm đến cửa. Bởi vì cái gì, nhiều khả năng khác nhau nhanh chóng xẹt qua trong đầu Sở Trần, tất cả đều bị Sở Trần phủ định. Hắn thật sự không nghĩ ra được lý do gì để Ninh Tử Châu mời hắn đi ăn tối, còn gọi điện thoại hô thúc. Được rồi, tối nay ta sẽ tới đó. Sở Trần không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý. Dù sao, Ninh gia cũng đã tổn rất nhiều tiền để đánh đổ Hoàng gia một cách thô lỗ đơn giản trong khoảng thời gian ngắn. Ninh Tử Châu mời Minh ăn bữa cơm mà lại không đi, coi ra cũng không đẹp mặt. Sau khi từ bệnh viện trở về, Sở Trần lập tức nói cho Tống Nhan biết chuyện này, tối nay hắn muốn đi dự tiệc cúng với Tống Nhan. Ninh Tử Châu sảng sởm chạy tới tìm anh, chỉ dễ mời anh ăn cơm tối nay. Tống Nhan cũng có chút kinh ngạc. Sở Trần gật đầu, sau khi cản nhắc một chút nói, nghe giọng điệu của hắn, có thể còn có chuyện nhỏ, và tá. Tống Nhan càng thêm khó hiểu. Với quyền thế của Ninh gia, còn có địa vị của Ninh Tử Châu trong nhà họ Ninh, loại chuyện gì mà anh ta không làm được, mà anh lại có thể làm. Sở Trần, khi nói đến việc dẫm đạp lên chồng, Tống Nhan tỏ ra khả cứng rắn. Sở Trần cũng muốn phản bác lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, những gì Tống Nhan nói đều có lý. Không nghĩ nữa, tối nay không phải sẽ biết sao. Sở Sao Trần nói, có lẽ Tiếu Châu chỉ là thuần túy mời vị thúc này một bữa cơm, biểu đạt một chút ý tứ kính ngưỡng trong lòng của hắn đối với ta. Tống Nhan, 7 giờ tối. Sở Trần và Tống Nhan cùng xuất hiện tại khách sạn Hoa Đằng. Lần này, Sở Trần không còn bị làm khó dễ, giám đốc Lưu của khách sạn Hoa Đằng đích thân ra nghênh tiếp. Sở Thiếu, Ninh Thiếu gia đã đợi từ lâu. Giám đốc Lưu đưa Sở Trần vào thang máy. Giờ phút này, trong lòng giám đốc Lưu vẫn có mấy phần nghi hoặc. Ông ta biết thân phận của Sở Trần, con rể của Tống gia ở Thiền Thành, bên cạnh vị này Trinh là vợ của Hần, tam tiểu thư Tống gia. Cho tới nay, giám đốc Lưu đều nghĩ rằng ngày đó Sở Trần có thể triệu tập các nhà đến khách sạn Hoa Đằng để thành lập liên minh dế cùng xử lý Hoàng gia, đó là vì thể diện của Ninh gia.
Nhưng hôm nay, Ninh thiếu gia nhiều lần cản dặn ông ta, khi Sở Trần tới, phải dùng mấy từ chờ đã lâu, để thông báo. Bởi vài lời này, Ninh Tử Châu rõ ràng là hướng Sở Trần để lấy lòng. Giám đốc Lưu không giảm hỏi nhiều, đưa Sở Trần đến phòng Đằng Long, căn phòng cao cấp và sang trọng nhất của khách sạn Hoa Đằng. Giám đốc Lưu đẩy cửa phòng ra, Sở Trần ngạc nhiên vì trong phòng chỉ có một mình Ninh Tử Châu. Ngay khi cửa mở ra, Ninh Tử Châu lập tức đứng lên chào Sở Trần, Sở Thúc. Ngay sau đó, Ninh Tử Châu nhìn sang Tống Nhan, định mở miệng, nhất thời thu y ại trong lòng, nội tâm của hắn nhất thời chấp nhận Sở Trần là Thúc, nhưng ở trước mặt Tống Nhan, hắn không thể hõ một tiếng thấm. Hồi lâu, Ninh Tử Châu chỉ có thể di chuyển ánh mắt, hướng phía giám đốc Lưu nói, có thể lên đồ ăn đi, còn có. Đem cho tôi rượu mà tôi đã chuẩn bị kỹ lấy ra. Rất nhanh, thịt rượu đều đã dâng đủ. Ninh Tử Châu tự mình rót rượu cho Sở Trần. Tống Nhan nhìn thấy điều gì đó, cô lập tức đồng ý với suy đoán của Sở Trần. Ninh Tử Châu hẳn là muốn nhờ và Sở Trần chuyện gì đó. Tuy nhiên, Tống Nhan không thể đoán ra, với thực lực và khả năng của Ninh gia, cần gì phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sở Trần. Tống Nhan không nghi ngờ năng lực của Sở Trần, nhưng Ninh gia, đứng đường là thiên nam dệ nhặt gia tộc, thực lực quá hùng hậu. Ninh Tử Châu không có lập tức đi vào vấn đề, Sở Trần đương nhiên cũng không vội, hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Hoàng gia nhận thua, Tống gia tiếp quản Kim Than City, Tiểu Châu, cháu đã gióng góp rất nhiều. Sở Trần cười, nâng ly kính Ninh Tử Châu. Sau khi Ninh Tử Châu khiêm tốn nói vài câu, lời nói của anh ta liền chuyển, Sở Thúc gần đây rất bận rộn nha. Sau nhiều lần xưng hô, Ninh Tử Châu càng ngày càng cảm thấy thuận miệng với cách xưng hô này. Cũng không tính là quá bận, ta tham gia một vài trận hoạt động giao lưu. Sở Trần nói, Tống Nhan yên lặng liếc nhìn Sở Trần. Cái gì mà hoạt động giao lưu? Gần đây, rõ ràng là đánh nhau khắp nơi, ngay cả Hoàng Phú Minh chủ của Liên Minh Tống Sư Cửu Thành cũng bị khuất phục. Ninh Tử cháu do dự một chút, muốn nói lại thôi. Thấy án uổng đã gần xong, Sở Trần đẻ đũa xuống, cười nhẹ nói, Tiểu Châu, hôm nay, bữa cơm này ta ăn vô cùng vui vẻ, gia tạ cháu đã khoản đãi, hôm nào đến Dương Thành, ta sẽ mời cháu một bữa ản đế đáp lại. Ninh Tử Châu trả lời, Sở Thúc nếu thuận tiện, có thể đến bất cứ lúc nào. Ninh thiếu gia, khoảng thời gian này cậu có đại ân giúp chúng ta, về sau nếu như có chỗ nào cần chúng ta ra một phần lực, tuyệt đối không được khách khí. Tống Nhan thấy Ninh Tử Châu kìm nén lời nói, chậm chạp nói không nên lời, nhịn không được nói một câu. Ninh Tử Châu nhìn Sở Trần, khuôn mặt biến ảo mấy lần, một lúc sau mới thở dài một hơi, không rồi gạt Sở Thúc, cháu ở đây có một nan đề, con muốn nhớ Sở Thúc giải quyết. Sở Trần ngẩng đầu, nói đi, đọc truyện chuẩn không quảng cáo TRUMTRUIEN.VN bản thân Sở Trần rất tò mò. Điều gì có thể khiến Ninh Tử Châu buông xuống tư thái, cầu xin hắn giúp đỡ? Ninh Tử Châu tổ chức ngôn ngữ trong lòng, sau đó trầm giọng nói, Sở Thúc, Thúc đã nghe qua địa hạ quyền quán chưa? Sở Trần lắc đầu, địa hạ quyền quán là ám chỉ chỗ luận võ ở những nơi không có ánh sáng. Ninh Tử Châu nói, thi đấu kiểu này thường liên quan đến rất nhiều lợi ích, trong đó đánh bạc chính là nguồn thu nhập chính của các địa hạ quyền quán. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tranh chấp và mâu thuẫn không thể hòa giải. Chúng sẽ được giải quyết thông qua các cuộc chiến tại địa hạ quyền quán. Thiên thành võ phong cường thịnh, đương nhiên loại địa hạ quyền quán cũng không ít. Mặc dù là lần đầu nghe tới địa hạ quyền quán, nhưng Sở Trần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Chẽn đời này, đã có quang minh, ắt hẳn sẽ có hắc ám. Một chút dây xích đen, không tiếp xúc với con người, căn bản sẽ không biết. Điều mà Sở Trần càng thêm hiếu kỳ, chính là thiếu gia của Ninh gia, một trong thiên nam thập đại thiếu gia. Sẽ có liên quan gì đến địa hạ quyền quán? Theo lý thuyết, lấy thân phận của hắn, đối với dạng địa phương hắc ám này, không có tình huống đặc biệt, căn bản sẽ không đi nhúng chàm. Địa hạ quyền quán lớn nhất Dương Thành chính là Vĩnh Dạ. Ninh Từ Châu tiếp tục, thả ra toàn bộ tỉnh Quảng Đông chấm QUI mô Vĩnh Dạ cũng được xếp vào top 3. Bên trong Vĩnh Dạ, có các loại đổ bàn, đối chiến, thậm chí có khi sẽ còn xuất hiện những cuộc chiến đầu sinh tử, lúc này, Sở Trần không khỏi mỉm cười nói, không phải cậu muốn để ta đến Vĩnh Dạ đánh một trận đấy chứ? Tống Nhan ngơ ngẩn, nhìn Ninh Tử Châu. Lúc này Ninh Tử Châu đương nhiên không giấu giếm ý định nữa, không có sái, Vĩnh Dạ phía trên cỏ không ít bàn, trong đó một cái, một tuần một trận chiến, sắp đặt giải thưởng, mỗi một người khiêu chiến, cần giao nộp 10 vạn đồng phí, đành thẳng, liền đem tất cả tiền giải thưởng đều mang đi.
cháu muốn mời Sở Thúc ra tay, đánh bại người thủ lôi đài. Mỗi tuần một trận, mỗi người 10 vạn. Sở Trần khá tò mò, tổng giải thưởng được tích lũy bao lâu rồi? 5 năm 9 tháng, Ninh Tứ Châu không chút do dự trả lời. Lâu như vậy, Tống Nhan không khỏi bất ngờ thốt lên, nếu một tuần 10 vạn kim tệ, tích lũy hơn 5 năm hẳn là một con số không nhỏ, thực lực của người thủ lôi đài kia hùng hậu như vậy sao? Tống Nhan lo lắng liếc nhìn Sở Trần, cũng không phải tuần nào cũng có người khiêu chiến. Ninh Tử Châu nói, theo tôi được biết, tổng giải thưởng vừa rồi đã đột phá lên 1.500 vạn, chỉ cần có người đánh bại thủ lôi đài. Sẽ có thể lấy được số tiền kia, đương nhiên, quản lý của Vĩnh Dạ sẽ khấu trừ PSL thủ tục 10%. 10%, thật sự là dễ dàng. Sở Trần cảm thán, sau đó liếc mắt nhìn Ninh Tử Châu, đừng nói vợ y ta, cậu thiếu 1.000 vạn đồng. Ninh Tử Châu ánh mắt lóe lên sự phức tạp, hồi lâu, anh ta trầm giọng nói, nếu như Sở Thúc thắng trận nãy, tiền trong giải thưởng đương nhiên sẽ thuộc về Sở Thúc. Ngoài ra Sở Trần còn cần điều kiện gì, cứ nói với cháu, có thể hoặc là không thể làm được, cháu đều dốc hết toàn lực. 5 năm 9 tháng, Tống Nhan nói, anh có thể nói ra thời gian chính xác như vậy, hẳn là bình thường anh rất chú ý theo dõi cái lôi đài này. Chỉ là, hơn 5 năm qua không một người có thể đánh bại thủ lôi đài. Làm sao canh có thế khẳng vê, sao định, Sở Trần có thẻ. Lôi đài này có giới hạn độ tuổi nhất định, chỉ những người dưới 30 tuổi mới có thẻ ra sân khiêu chiến. Ninh Tử Châu nói, Sở Thúc có thể đánh bại Hoàng Phủ Hòa Ngọc, điều đó cho thấy Thúc có thực lực vượt qua cấp bậc tông sư, vừa vặn giống như người thủ lôi đài. Tôi nghĩ, ánh mắt Ninh Tử Châu rơi vào trên người Sở Trần, ánh mắt mang theo khẩn cầu, Sở Thúc có thể có cơ hội đánh bại người thủ lôi đài. Ninh Tử Châu nhìn Sở Trần vẻ mặt thành khẩn. Trong 5 năm qua, anh ta đã bí mật mời không ít người ra tay, nhưng cuối cùng tất cả đều thua trận. Khi nghe tin Sở Trần đã đánh bại Hoàng Phù Hòa Ngọc, Ninh Tử Châu ngay lập tức quyết định nhờ Sở Trần ra tay. Sở Trần cũng nghe thấy một tầng ý tứ khác từ lời nói của Ninh Tử Châu, cho dù hắn đồng ý ra tay, cũng chỉ là có cơ hội chiến thắng thôi, thực lực của đối phương hẳn là phía trên Hoàng Phù Hòa Ngọc. Dưới 30 tuổi, trong hơn 8 năm, hắn chưa thua một trận nào trong địa hạ quyền quánh Vĩnh Dạ. Sở Trần có thể tưởng tượng được, đối thủ lần này gặp phải, thực lực sẽ mạnh như thế nào. Không nói những cái khác, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy trong 5 năm qua, là cực kỳ khủng bố. Sở Trần hoàn toàn không hiểu rõ về vi dây thủ lôi dài kia, nếu tùy tiện khiêu chiến hắn như thế này, liệu có quá mạo hiểm không? Tống Nhan suy nghĩ một chút, không khỏi lo lắng hỏi. Nếu Sở Thúc đồng ý, tôi có thể gửi ngay một số thông tin liên quan về thủ lôi đài cúng với các video thi đấu cho Sở Thúc. Ninh Tử Châu nói, địa hạ quyền quán nghiêm cấm mang các công cụ truyền phát vào, có điều, tôi thông qua một số kênh, vẫn thu hoạch được một vài video trận chiến của thủ lôi đài. Cậu gửi trước cho ta đi. Sở Trần để Tống Nhan gửi cho Ninh Tử Châu một cái địa chỉ hòm thư, sau đó nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Ninh Tử Châu hưng phấn đứng lên, tốt rồi, đa tạ Sở Thúc. Sở Trần cũng ăn uổng no nê, đứng dậy vỗ vai Ninh Tử Châu, Tiểu Châu. Đối phương có thể bất bại trong 5 năm 9 tháng, nói thật, mặc dù ta chưa nhìn thấy tư liệu của hắn, nhưng dạng người thế này, muốn đánh bại, cực kỳ khó khăn. Cháu hiểu, Ninh Tử Châu hít sâu một hơi, Sở Thúc kết sức là được. Trên đường trở về, trong đầu Tống Nhan vẫn mang nghi hoặc. Sở Trần, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Tống Nhan không kìm nén được lòng hiếu kỳ, mở miệng nôi, Ninh thiếu gia thậm chí còn không vì số tiền giải thưởng, thậm chí không tiếc trả đại giới. Chỉ để mới anh đánh bại thủ lôi đài. Tôi thực sự nghĩ mãi không hiểu, ngoại trừ 1.500 vạn tiền giải thưởng, đánh bại được thủ lôi đài còn có ích lợi gì. Nói không chừng vị thủ lôi đài kia đoạt bạn gái Tiểu Châu ghi hận trong lòng, thề rằng sẽ đánh bại đối phương tại Vĩnh Dạ. Sở Trần thản nhiên nói, Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần. Hồi lâu, Tống Nhan lại nói, tôi chưa lừng nghe nói đến địa hạ quyền quán, có điều, có thể tưởng tượng, đó là địa phương tràn ngập bạo lực. Máu me, nếu anh quyết định đi, nhất định phải chú ý an toàn. Tại phóng khách nhỏ, Tống Nhan đã nhận được một email từ Ninh Tử Châu. Đặt máy tính bảng lên bàn, Tống Nhan lập tức bấm mở ra. Ta thực sự rất hiếu kỳ, ai là người có thể khiến Tiểu Châu nhỡ nhung đến vậy, đến tột cùng là ai? Sở Trần nhìn sang, vừa nhìn thấy danh tự của thủ lôi đài, vẻ mặt của Sở Trần hiển nhiên là sửng sổ. Tống Nhan cũng vô ý thức khẽ kêu lên một tiếng. Hồi lâu. Hai người nhìn nhau không tin nổi. Dữ liệu hiện tên ngò y thủ lôi đài là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Châu, Ninh Tử Mặc.
Tống Nhan nói, anh nói, giữa hai người bọn họ, sẽ có quan hệ như thế nào? Sở Trần trầm tư một lát, sau đó nghiêm túc trả lời, có một điều chắc chắn, Ninh Tử Châu sẽ không phải là anh trai của Ninh Tử Mặc. Tống Nhan liếc nhìn chút tư liệu, không biểu tình nói, Ninh Tử Mặc 29 tuổi, so với Ninh Tử Châu thì lớn hơn, đương nhiên không thể là em trai của Ninh Tử Châu. Chuyện này có khả năng liên quan đến nội bộ của Ninh gia, Sở Trần, anh phải suy nghĩ thật kỹ, Ninh gia không phải là một gia tộc bình thường. Sở Trần gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hôm nay Ninh Tử Châu luôn cứ do dự. Cử xem đoạn video trước, Sở Trần ra hiệu cho Tống Nhan nhấp vào một đoạn video về một cuộc chiến của Ninh Tử Mặc. Liên quan tới tư liệu về Ninh Tử Mặc, cũng chỉ có tèn tuổi, còn lại đều rể chồng. Đoạn video được quay từ một góc quay lén, hình ảnh không rõ ràng lắm, có điều Sở Trần nhanh chóng nhận ra Ninh Tử Mặc. Nếu như nói Ninh Tử Mặc không có quan hệ huyết thống với Tiểu Châu, đánh chết ta cũng không tin. Sở Trần nói, Ninh Tử Mặc trong video, về ngoại hình tướng mạo, đều quá giống với Ninh Tử Châu. Nói như vậy, vị Ninh Tử Mặc này cũng là thiếu gia của nhà họ Ninh. Ánh mắt Tống Nhan lóe lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, đường đường là thiếu gia Ninh gia vậy mà lại là thủ lôi đái trong địa hạ quyền quán, mà lại còn làm trong hơn 5 năm, chuyện này, Ninh gia có thể cho phép hắn làm chuyện này sao? Khách quan mà nói, loại chuyện này rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Ninh gia. Sở Trần không nghĩ ra được lý do gì, hắn xem tất cả các video mẹ Ninh Tử Châu gửi tới. Thần sắc Tống Nhan vài phần khẩn trương, lo lắng nhìn Sở Trần, bỏ qua thân phận của hắn, thực lực của Ninh Tử Mặc như thế nào. Sở Trần trầm ngâm một hồi, sau đó nói, nếu là ở trên võ đài, với thực lực của Ninh Tử Mặc, đánh bại Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, anh ta không cần tới ba chiêu. Cái gì? Tống Nhan kinh hô, cô có thể đoán được thực lực của Ninh Tử Mặc rất mạnh, nhưng cô không ngỡ rằng Sở Trần lại đánh giá cao anh ta như vậy. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu. Ninh Tử Mặc quanh năm chiến đấu ở loại lôi đài này, sức chiến đấu của anh ta đớ sự tôi luyện đến cực hạn, mỗi phần lực lượng trên người đều có thể phát huy đầy đủ, trong cùng một cảnh giới, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc gặp Ninh Tử Mặc, dễ dàng bị miểu sát. Huông chi, Sở Trần liếc nhìn màn hình máy tỉnh, cảnh giới của Ninh Tử Mặc, còn ở phía trên Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Tống Nhan khóa chặt mày liễu, một lát sau, cô nhìn sang Sở Trần, có chút thấp thỏm, anh vẫn không nên nhúng tay vào chuyện này. Đối với Tống Nhan, địa hạ quyền quán, Vĩnh Dạ, Ninh Tử Mặc, Ninh Gia, vân vân, những thứ này liên kể với nhau, mang đến cảm giác áp bức thổi vào mặt. Một khi Sở Trần cuốn vào, e rằng sẽ có không ít những phiền phức. Nếu người thù lõi đai không liên quan gì đến Ninh Gia, anh còn có thể cán nhắc có nén đánh hay không? Nhu âm 7L, Sở Trần nói, anh thiếu Ninh Gia phần nhân tình này, mặc dù người khác có thể không quan tâm, nhưng anh nhất định phải trả. Tống Nhan hiểu ý của Sở Trần. Trong trận chiến kinh doanh lần này giữa hai nhà Tổng Hoàng, Trần Trinh chủ đạo là Ninh Gia. Ninh Gia gần như một minh trọng thương Hoàng Gia, giúp nhà họ Tống thẳng được trận chiến này. Phần nhân tình này, không thể nói là không lớn. Bây giờ Ninh Tử Châu muốn nhờ Sở Trần giúp đỡ, khi nhìn thấy danh tự của thủ lôi đài, Sở Trần liền minh bạch, hắn nhất định phải giúp đến cùng. Cho dù Ninh Tử Châu không nói muốn Sở Trần trả phần nhân tình. Khi đi khiêu chiến với Ninh Tử Mặc, anh có thể dẫn tôi theo được không? Tống Nhan thu hết can đâm, nhìn Sở Trần. Sở Trần cười nói, đó là loại địa phương đầy máu tanh, em không sợ sao? Tống Nhan mím môi, không sợ. Vậy được, Sở Trần cười tự tin, không phải chỉ là một Ninh Tử Mặc thôi sao? Ông xã em trước đánh bại hắn, sau đó xem rốt cuộc sau lưng hắn ẩn giấu sự tinh gì. Tống Nhan lại một lần nữa nhìn ra sự tự tin trong mắt Sở Trần. Tựa hồ có thể lây nhiễm sang người khác, khiến cho nội tâm Tống Nhan cũng bở lo lắng một chút. Sáng hôm sau, Sở Trần gọi điện cho Ninh Tử Châu, để anh ta đến Tống ra một chuyến. Sau khi Ninh Tử Châu cúp điện thoại, nội tâm anh ta nhảy dựng lên, hắn không biết Sở Trần sẽ nghĩ như thế nào khi nhìn thấy thông tin của Ninh Tử Mặc. Trong tiềm thức của anh ta, Ninh Tử Châu không muốn người ta biết đoạn lịch sử liên quan với Ninh gia này. Sở Thúc sẽ đáp ứng ra tay sao? Trong lòng Ninh Tử Châu không nắm chắc. Người đàn ông trung niên vẫn luôn đi theo Ninh Tử Châu tên là Bàng Trung Hiếu, vốn là Khải Mông lão sư của Ninh Tử Châu, một mực từ trước tới nay đi theo hỗ trợ Ninh Tử Châu. Bàng Trung Hiếu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, từ các sự kiện khác nhau, Sở Trần đích thực là một người thông minh, chỉ bằng ba chữ Ninh Tử Mặc, Sở Trần nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, dù sao, trận chiến tại Kim Than City, Ninh gia đã vờ lờ hắn mà trả giá không ít, hắn sẽ chớ phần nhân tình này.
nhưng tôi không có ý muốn anh ta trả nhân tình. Ninh Tử Châu vội vàng nói, hơn nữa, hành động của Ninh gia, lã cha tói trực tiếp ta lệnh, nếu như Sở Trần trả lại phần nhân tình này cho tôi sợ không thể chịu đựng nổi. Câu mặc dù không có ý tứ này, nhưng mà, Ninh Tử Mặc ba chữ, cái này liền đã đại biểu, cậu mời hắn giúp đỡ chuyện này, đây là sự tình nội bộ của Ninh gia. Bàng Trung Hiếu nhìn Ninh Tử Châu nói, cậu là muốn làm một vụ mua bán với Sở Trần, hay là muốn duy trì mối quan hệ hữu hảo lâu dài với Sở Trần? Ninh Tử Châu khẽ giật mình, nhìn Bàng Trung Hiếu với vẻ khó hiểu. Bàng Trung Hiếu nói, tôi biết cậu không muốn quá nhiều người biết về Ninh Tử Mặc, ngay cả khi cậu lựa chọn không nói ra, Sở Trần cũng sẽ ra tay, nhưng mà, bất kể nó có thành công hay không, trong lòng Sở Trần nhất định có khúc mặc, bởi vì hắn tự mình ra tay xử lý sự tình nhưng ngay cả nguyên nhân cũng không rõ, nếu thật như vậy, ân tình này hẳn sẽ được trả xong, và sẽ không có lần sau nữa. Ngược lại, nếu cậu ngả bài, nội dung tình huống để Sở Trần biết, sau đó để Sở Trần lựa chọn ra tay hoặc không, thẳng thắn và cởi mở, khi đó hai bên liền có thể duy trì mối quan hệ hảo hữu lâu dài. Bàng Trung Hiếu nhìn Ninh Tử Châu, có điều, còn có một điểm nữa. Cậu phải cân nhắc rõ ràng, với thực lực của Ninh Tử Mặc, Sở Trần chưa chắc đã thắng được hắn. Ninh Tử Châu im lặng, trong một khoảng thời gian dài, Ninh Tử Châu có ấn tượng không tốt với Sở Trần, bởi vì hắn bị Sở Trần ép phải gọi một tiếng Sở Thúc. Nhưng trong khoảng thời gian này ở Thiền Thành, Sở Trần đã bắt đầu khai hòa với danh xưng Nam Quyền Chi Sư tại Tinh Anh Quyền Quán, tại quảng trường Hải Tâm Sa đấu bát giải Tông Sư. Đánh bại Hoàng Phủ Hòa Ngọc tại tòa nhà Cửu Thành, v.v. Mỗi động tác của Sở Trần, bày ra mỗi phần thực lực, khiến nội tâm vốn đã chìm trong tuyệt vọng bấy lâu nay của Ninh Tử Châu, bỗng bừng lén hy vọng. Cho dù Sở Trần chỉ có 1/10 cơ hội đánh bại Ninh Tử Mặc, Ninh Tử Châu cũng đều hy vọng hắn ca sao sao, un, nị di ba, sẽ thử một chút. Tôi không thể để Sở Trần lầm tưởng rằng tôi muốn anh ta trả lại phần ân tình này cho Ninh gia. Sau khi cân nhắc một lúc, Ninh Tử Châu quả quyết nói, tôi sẽ đích thân nói rõ với Sở Trần, mà lại, bất kể kết cục thế nào, Ninh Tử Châu tôi sẽ nợ Sở Trần một ân tình. Đôi mắt Bàng Trung Hiếu lóe lên vẻ tán thường, hiển nhiên ông ta đồng tình với lựa chọn của Ninh Tử Châu. Sở Trần tuy chỉ là con rể của một thương gia ở Thiền Thành, nhưng thực lực của anh ta không tầm thường, mà lại, anh ta còn là đệ tử thân truyền của Lão Tổ, mặc dù chúng ta không biết thân phận của Lão Tổ tại giới cổ võ là gì. Nhưng bằng vào thân phận Lão Tổ Ninh gia, chúng ta đều phải giao hảo với Sở Trần. Tống gia, Tổng Nhan vốn muốn cùng Sở Trần đợi Ninh Tử Châu đến, nhưng Hoàng Phù Hòa Ngọc lại mang đến một tin tức khác. Sở sư phụ, thủ tục họp dòng chuyển nhượng cổ phần của dược phẩm Cửu Thành đã chuẩn bị xong, chúng tôi đang chờ mọi người ký vào. Hoàng Phù Hòa Ngọc háo hức nhìn Sở Trần, trong hái ngáy hắn ở Tống gia, Sở Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một chút. Hắn đá dẫm lên Mai Hòa Thung bên cạnh Tổng Hồ không biết bao nhiêu lần. Con người Tống Nhan sáng lên, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Thành chắc chắn sẽ là một công cụ đắc lực để dược phẩm Bạc Trần mở ra thị trường dược phẩm tại Thiên Thành. Tống Nhan nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Sở Trần vậy mà có thể lợi dụng đối phương bày âm mưu với hắn, ngược lại trở thành công cụ để hắn cướp đoạt dược phẩm Cửu Thành. Loại thủ đoạn, phương pháp này, e rằng chỉ có Sở Trần mới có thể làm dược. Bà xã à! Em gọi điện thoại cho Hà Tiên Sinh, nhờ Tiểu Thu đưa em đến đó, vào hôm nay xác thực mọi chuyện đi. Sở Trần nói, anh đã hẹn với Ninh Tử Châu, nên hôm nay anh không thể đi cùng em được. Thế nhưng, mặc dù Tống Nhan nghe được từ Sở Trần rằng dược phẩm Cửu Thành sẽ được sang tên cho cô ấy, nhưng vô ý thức Tống Nhan nghĩ, thứ này nên thuộc về Sở Trần. Ông xã đánh xuống Giang Sơn, không phải đều đưa cho em sao? Sở Trần NSLN Tống Nhan cười một tiếng, ngoan. Đi ký tên rồi trở về. Bị Sở Trần trêu chọc như vậy, sắc mặt Tống Nhan không khỏi đỏ bừng lên. Khuôn mặt giá nua của Hoàng Phủ Hỏa Ngọc cũng nóng bừng, xấu hổ vô cùng, bản thân tuổi đã cao, còn bị phát cảo lương trước mặt, thực sự quá khó coi. Sau khi Tống Thu và Tống Nhan rời đi, Sở Trần chào hỏi Tống Thiên Dương, biết được Ninh Thiếu gia lại tới Tống gia. Tống Thiên Dương lập tức chuẩn bị dây rượu thịt, tùy thời để chờ. Sau khi giao phó mọi chuyện, Sở Trần ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc, khẽ cười, Hoàng Phủ Minh Chủ, ngồi xuống uống trà đi. Sau khi Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngồi xuống, Sở Trần rót cho hắn một tách trà, thuận miệng hỏi, hai ngày qua, ngài đã quen chưa? Trong lòng Sở Trần thực sự có mấy phần khâm phục Hoàng Phủ Hòa Ngọc. Với thản phản của Hoàng Phủ Hòa Ngọc, không cần phải hạ thấp tư thế như thế này. Hẳn có thể làm được điểm này, điều quan trọng nhất.
không chỉ là bởi vì hắn đối với công phu quyền cước si mê, quan trọng hơn chính là, hắn cản bàn không cảm thấy cái thản phận này của Minh Cỏ cái gì eo đảng phải khoe khoang, địa vị của bản thân hắn chỉ là một quyền sư. Sở Trần cũng thăm dò được, hai ngày này, ngoại trừ ăn cơm đi ngủ ra, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đều là luyện quyền tại Mai Hoa Thung. Vẫn được, Dương Thành và Thiền Thành vốn chính là hàng xóm, và lại, môi trường ở đây cũng không kém hơn chỗ tôi sống. Hoàng Phủ Hòa Ngọc trả lời, những gì ông ta nói đều là sự thật, mặc dù Thiền Thành cũng giang trong quá trình phát triển, nhưng so sánh với Dương Thành tác đà tác vàng, vẫn là chênh lệch không ít. Ở Dương Thành, hầu như không có biệt thự nào bao quanh là hồ như Tống gia. Sở Trần cười, nếu Hoàng Phủ Minh Chủ không chê, ổng có thể ở thêm vài ngày. Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngượng ngùng cười, trong lòng mặc dù rất mong muốn cùng Sở Trần học quyền, nhưng bên trong miệng không dám đề cập tới. Sở Trần uống một tách trà, đột nhiên nói, tôi đột nhiên muốn hoạt động một chút, Hoàng Phủ Minh Chủ, gặp ông ở Mai Hoa Thung nhé. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đều sững sờ, sau đó đột nhiên đứng lên, thần sắc mong đợi, đi. Niềm vui của Hoàng Phủ Hòa Ngọc không kéo dài được bao lâu. Bẽn Hồ Tống, Mai Hoa Thung, bang, 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 cơ thể của Hoàng Phủ Hòa Ngọc té xuống liên tục, nhưng một giây sau, ông ta nghiến răng nhảy lên một lần nữa. Thời điểm té xuống lần cuối, Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngơ ngác không nhúc nhích. Đứng ở trên Mai Hoa Thung, Sở Trần nhìn Hoàng Phủ Hòa Ngọc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chẳng lẽ đột nhiên dùng sức quá mạnh. Sở Trần nhảy xuống, đứng bên cạnh Hoàng Phủ Hố Ngọc, cẩn thận nói, Hoàng Phủ Minh Chủ, ngài, không sao chứ. Hoàng Phủ Hòa Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần với ảnh mặt đầy khao khát, Sở sư phụ, ngài làm thế nào mà làm được. Ngấn ngúi không đến nửa giờ, trong trận chi én trên Mai Hoa Thôn, Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngã xuống không dái 10 lần. Thực lực không mạnh bằng Sở Trần, đây là cái Hoàng Phủ Hóa Ngọc đã dự liệu, nhưng điều khiến Hoàng Phủ Hòa Ngọc kinh ngạc, Sở Trần rõ ràng chỉ dùng cường độ sức mạnh ngang hắn vậy mà có thể dễ dàng đánh hắn ngã xuống Mai Hoa Thung, thậm chí cú đanh cuội, Sở Trần chỉ dùng tới sức mạnh của ngũ hường để đánh bại hắn. Đối với Hoàng Phủ Hòa Ngọc, điều này quá khó để chấp nhận. Hắn si mê công phu quyền cước, tại Liên Minh Tông Sư Cửu Thành cũng là một trong những minh chủ, xét công phu quyền cước, trong toàn bộ quyền giới Dương Thành, người có thể thắng hắn cũng không có nhiều người. Nhưng tại trước mặt Sở Trần, hẳn một liên tiếp được cảm thụ cảm y giác bi dây thật bai. Cơ sở của ngài quá kém. Thấy Hoàng Phủ Hòa Ngọc không sao cả, Sở Trần trực tiếp nói thẳng, hai ngày này tôi để ngài cùng Tiếu Thu cùng nhau luyện tại Mai Hoa Thung, chính là luyện cơ sở cho ngài. Hoàng Phủ Hòa Ngọc choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, có người nói cơ sở của ông quá kém. Hoàng Phủ Hòa Ngọc luôn cảm thấy rằng cơ sở công phu của mình rất vững chắc. Nhưng theo lời của Sở Trần, hắn không còn nửa điểm chất vấn, dù sao thì Sở sư phụ đã chứng minh điều này bằng hành động thực tế. Hoàng Phủ Minh Chủ, tôi biết ngài có khát vọng với cửu hường quyền, tôi cũng không ngại chia sẻ những huyền diệu của cửu hường quyền với ngài, nhưng với cơ sở hiện tại của ngài, nếu ngài muốn học cửu hường quyền, tôi e rằng chỉ sợ không đủ thực lực. Sở Trần đi thẳng vào vấn đề, hắn đối với Hoàng Phủ Hòa Ngọc có ấn tượng không tệ, mà cửu hường quyền cũng không phải là độc môn công phu của cửu huyền môn. Đối với Sở Trần mà nói, cũng xác thực không trọng yếu. Hoàng Phủ Hòa Ngọc choảng váng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy trong đời. Cửu hường quyền đặt trước mặt hắn, vậy mà hắn không thể luyện tập. Hồi lâu, Hoàng Phủ Hòa Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Sở Trần, nghiêm túc nói, Sở sư phụ, tôi phải sao mới có thể nâng cao cơ sở. Ngài có nền tảng công phu tốt như vậy, muốn nâng cao một chút, cũng không khó. Sở Trần nói. Nếu như Ngạc vẫn nguyện ý lưu tại Tống gia, ngay tại Mai Hoa Thung, hãy để Tiểu Thu truyền cho ngài Kỳ Lân Bộ Pháp, khi ngươi có thể tại 10 giây bên trong, sử dụng Kỳ Lân Bộ Pháp, đem Mai Hoa Thung bên trên tất cả cọc gỗ đều dẫm một lần, ngươi cơ sở liền đạt tới ta muốn tiêu chuẩn. Nghe đến đây, Hoàng Phủ Hòa Ngọc ngây người, hắn nhìn Mai Hoa Thung dày đặc trước mặt, mấy chục cây Mai Hoa Thung, tất cả phải được dẫm lên trong 10 giây. Đây là cơ sở sao? Cái này vốn là một nhiệm vụ bất khả thi. Hoàng Phủ Hòa Ngọc có loại muốn khóc, ánh mắt mờ mịt nhìn Sở Trần, đây không có khả năng đi. Sở Trần khẽ cười, thân thể đột nhiên nhảy lên. Kỳ Lân Bộ Pháp được thi triển ra, trong khoảnh khắc, gần như toàn bộ Mai Hoa Thung đều tràn ngập thân ảnh của Sở Trần. Hoàng Phủ Hòa Ngọc cảm thấy chói mắt, một lúc sau, Sở Trần đã nhảy xuống. Đã thấy rõ ràng chưa? Hoàng Phủ Hòa Ngọc tỉnh táo lại, trợn mắt há mồm. Ngài trước tiên thành thục Kỳ Lân Bộ Pháp với Tiểu Thu.
Sở Trần không nói quá nhiều, tính toán thời gian, Ninh Tử Châu hẳn là cũng sắp đến, Sở Trần trở lại biệt thự của mình tắm rửa một cái, ngay lúc đi ra phòng khách nhỏ, Tường Tẩu vừa vặn đi tới, nhìn Sở Trần, ánh mắt Tường Tẩu có mấy phần phức tạp, càng là trộn lẫn hưng phấn, Tam cô gia, Ninh thiếu gia tới tìm ngài, hiện tại đã ở dưới lâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.